Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 1651. Mặc dù là Cửu Anh trước đây đã từng thề, nhưng lần này cụ ta cũng vội đến đỉnh núi Bách Nhật, không đến vì Tiêu Chính Văn, cũng không phải đến xem Tiêu Chính Văn trở thành trò cười. Mà là cụ ta muốn xem vị thiên tử của Hoa Quốc mà cụ ta vô cùng tôn sùng, hôm nay có phong thái thế nào. Bên phía Long Kinh, mới sáng sớm Tả Hàng Đồ đã dẫn một đội cảnh vệ quân tới đỉnh núi Bách Nhật. Sau khi dựng xong lều che nắng thì ngồi đợi trận chiến bắt đầu. Đám người Tần Vũ cũng lần lượt xuất hiện, cùng với ông Dương và Dương Linh Nhi, bọn họ đều được Tả Hàng Đồ mời vào lều che nắng để quan sát trận chiến. Lúc này, xung quanh đỉnh núi Bách Nhật, đã có vô số những nhân vật có máu mặt. Có người ở giới võ tông, cũng có người ở giới kinh doanh, còn có cả người trong quân đội, vô số ông trùm, tất cả đều cầm kính viễn vọng, nhìn về phía đỉnh núi Bách Nhật. Hàng trăm nghìn người dân Long Kinh cũng đổ xô đến chân núi Bách Nhật với biểu ngữ Tiêu Chính Văn tất thắng, vẫy cờ cổ vũ cho Tiêu Chính Văn. Cảnh tượng vô cùng hoành tráng, đám người Đông Phương Thiếu không khỏi thầm ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Không ngờ Tiêu Chính Văn vẫn có ảnh hưởng đáng sợ như vậy ở Hoa Quốc. Lúc này, một chiếc xe Bentley màu đen chậm rãi dừng lại dưới chân núi, Lý Lộ Lộ khoác tay Đông Phương Ngạo Vũ, chậm rãi đi lên đỉnh núi Bách Nhật. So với những người chào đón Tiêu Chính Văn, bên nhà họ Đông Phương ngoại trừ người của bốn gia tộc lớn thì số người đến cổ vũ ít ỏi tới mức đáng thương, thậm chí không ít ông trùm có quan hệ làm ăn với bốn gia tộc lớn cũng sợ không dám lộ mặt. Chỉ sợ mình sẽ bị liên lụy, dù sao thiên tử cũng đứng về phía Tiêu Chính Văn, bọn họ tới cổ vũ Đông Phương Ngạo Vũ, cũng đồng nghĩa với việc đối đầu với thiên tử ở một mặt nào đó. Hừ, nhà họ Đông Phương làm trò cười lớn. Sao lại chỉ có không tới 100 người đến vậy, thật sự không hợp với khí chất của bốn gia tộc lớn. Tả Hàng Đồ cười khẩy, mỉa mai nói. Ồ, tướng quân Tả bây giờ nói vậy e là còn quá sớm. Đông Phương Thiếu Tử Tốn trả lời với đầy vẻ tự tin. Đúng lúc này, một đoàn xe lớn chậm rãi chạy tới chân núi, một người đàn ông trung niên phong thái hiên ngang bước xuống xe, nhìn về phía nhà họ Tiêu, nở nụ cười. Hy vọng tôi không đến muộn. Người đàn ông trung niên lớn tiếng nói, đi về phía Đông Phương Thiếu. Cậu Roman, chào mừng cậu. Đông Phương Thiếu hãnh diện đứng lên nghênh đón người thừa kế thứ hai của gia tộc Russell Rowland. Chương 1652. Người này là ai vậy, phô trương thế? Tả Hàng Đồ nhìn đội xe bên dưới, thậm chí giữa không trung còn có máy bay trực thăng đi theo bảo vệ. Chỉ riêng số vệ sĩ thôi cũng không dưới trăm người, đen kịt một màu tiến về phía đỉnh núi. Người thừa kế thứ hai của gia tộc Russell Rowland, người này không đơn giản chút nào, là thủ lĩnh của tổ chức tội phạm số 1 Âu Lục. Hơn nữa, hắn còn kiểm soát tận mấy công ty xuyên quốc gia, là một nhân vật có thực lực. Tần Vũ híp mắt giải thích cho Tả Hàng Đồ. Vừa dứt lời, lại có một đội xe khác chậm rãi dừng lại. Một người đàn ông da trắng có dáng người cao lớn đẩy cửa xe bước xuống trước tiên, vào khoảnh khắc nhìn thấy người này. Tần Vũ không khỏi nhíu mày nói, sao ông ta cũng đến đây vậy? Người này, Tả Hàng Đồ liếc nhìn người đàn ông trung niên. Người sáng lập ra ám tiễn, thủ lĩnh của tổ chức sát thủ lớn nhất toàn cầu, Victor. Người này là một nhân vật truyền kỳ, 10 tuổi đã vượt ngục thành công vô số lần, 15 tuổi đã có thể đánh bại cường giả ở cảnh giới thiên vương, hiện tại là một trong số ít sát thủ có thực lực ở cảnh giới thiên vương 3 sao. Đồng thời cũng là người sáng lập ra tổ chức sát thủ lớn nhất trên thế giới. Nói xong, Tần Vũ khẽ nghiến răng, các mối quan hệ của người nhà họ Đông Phương thật sự quá rộng. Đúng lúc này, hai người đang đi bộ lên núi lập tức thu hút sự chú ý của vô số cường giả, thậm chí có một số người còn đứng dậy cúi người thật sâu với hai người đó. Vũ Thiên Tôn, Thí Thần, lúc này, Tần Vũ cũng không tự chủ được mà đứng dậy theo. Dù những người phía trước có khoa trương tới độ nào thì cũng chỉ như mây khói thoảng qua, mà cường giả thật sự, không cần phô trương, sự xuất hiện của chính họ đã là điều phô trương nhất rồi. Chỉ thấy hai người Vũ Thiên Tôn và Thí Thần vừa nói vừa cười giống như đang dạo chơi, căn bản không có chút cảm giác lo lắng nào. Chỉ là khi bước tới khoảng đất trống bên cạnh đỉnh núi Bách Nhật, Vũ Thiên Tôn liếc nhìn về phía mấy người Tả Hàng Đỗ một cái. Ánh mắt đó giống như đang nói lát nữa tôi sẽ tiễn mất người về trời. Chẳng bao lâu sau, một tốp người vi hào mặc đồng phục cũng leo lên đỉnh núi, thế nhưng lại chẳng buồn nhìn về phía nhà họ Đông Phương dù chỉ một lần,
mà ngồi thẳng xuống bên cạnh mấy người Tả Hàng Đồ. Hừ, ghê đấy, đám chó của gia tộc Russell Rowland đều đến đủ cả rồi. Thương Nguyệt nhếch miệng nói với vẻ mặt khinh thường. Thí thần cũng có mặt, Nguyệt Ảnh nhìn thí thần bên phía đối diện, sắc mặt khẽ biến đổi. Sợ cái gì, sư phụ cũng ở đây. Thương Nguyệt bật cười lạnh lùng. Chẳng bao lâu sau, một ông cụ râu tóc bạc phơ mặc đồ vi hào, đi guốc gỗ, nhàn nhã đi tới bên dưới chòi che nắng, trước khi ngồi xuống còn gật đầu tỏ ý với mấy người Tả Hàng Đồ. Những người này từ đâu tới vậy? Không phải vị trí đối diện là, suỵt. Tần Vũ vội vàng dùng tay ra hiệu, nhíu mày nói, đừng nói linh tinh, đây là đại sư kiếm đạo rất cao siêu của vi hào, người đời gọi là Miyamoto Kenichi Đông Hoàng. Còn cả đệ tử của ông ta, Thương Nguyệt và Nguyệt Ảnh, cũng xem như là bạn bè của cậu Tiêu đấy. Cái gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1653 Tả Hàng Đồ không khỏi ngẩn ra. Đừng quá kinh ngạc, cũng đừng coi thường ông cụ kia, đó là cường giả ở cảnh giới thiên thần đấy. Giơ tay thôi cũng có thể tiêu diệt tất cả chúng ta. Tần Vũ điềm nhiên nói. Nghe thấy lời này, sắc mặt Tả Hàng Đồ khẽ biến đổi. Ban đầu, khi tất cả mọi người hay tin Vũ Thiên Tôn và Miyamoto Kenichi cùng dự định tới xem trận chiến này thì còn hiểu sai, cho rằng hai người bọn họ đều đến để giết Tiêu Chính Văn. Thế nhưng không một ai lường được Miyamoto Kenichi lại đứng về phía Tiêu Chính Văn. Ngay cả Đông Phương Tiếu phía đối diện cũng sững sờ. Vũ Thiên Tôn, ông Miyamoto không phải người của phái Quang Minh sao? Đông Phương Tiếu hỏi với vẻ không hiểu gì cả. Giữa phái Quang Minh và Hoa Sơn có thỏa thuận, lẽ nào không phải người của bọn họ nên giúp Đông Phương Ngạo Vũ sao? Không sai, thế nhưng, trong phái Quang Minh, ý kiến của mọi người không hề thống nhất, vậy nên tôi mới phải gọi thí thần cùng tới. Hai người chúng tôi, Vũ Thiên Tôn vẫn chưa nói hết câu, lại có một ông cụ khác từ trên trời rơi xuống. Không sai, từ trên trời rơi xuống. Khi cơ thể của ông cụ đáp đất, Tần Vũ là người đầu tiên đứng phát dậy. Tiêu Long, là Tiêu Long, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên người Tiêu Long, phần lớn vẫn là ánh mắt ngạc nhiên. Mấy chục năm trước, Long Kinh đồn thổi rằng Tiêu Long đã chết. Hôm nay mặc dù Tiêu Long đã già đi mấy phần, thế nhưng cụ ấy vẫn còn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mọi người, lại còn với tư thái ngông nghênh như vậy, người khác sao có thể không kinh ngạc cho được. Ha ha ha, hôm nay mọi người tới đông đủ thật đấy. Tiêu Chính Văn liếc nhìn về phía Vũ Thiên Tôn và Thí Thần với vẻ sâu xa. Tiêu Long, mắt Vũ Thiên Tôn rực lửa trừng mắt nhìn Tiêu Long. Vũ Thiên Tôn, đừng nổi giận, hôm nay chúng ta tới để xem hai thanh niên đấu võ, mấy ông già như chúng ta không cần phải tham gia vào. Hơn nữa, xung quanh có nhiều người như vậy, chúng ta mà ra tay thì sẽ khiến cả người vô tội bị thương. Miyamoto Kenichi đứng dậy, vừa nở một nụ cười ấm áp vừa nói. Chỉ là trong ánh mắt của cụ ta lại mang theo sát khí nồng đậm. Xoẹt, Đông Phương Thiếu không ngờ tình thế lại phát triển tới nước này, trong lòng vừa suy tính vừa nhìn về phía mấy người Vũ Thiên Tôn. Lúc này, sắc mặt của Vũ Thiên Tôn và Thí Thần cũng rất khó coi. Miyamoto Kenichi đã tỏ rõ lập trường, rõ ràng là muốn đứng về cùng một phía với Tiêu Long, hai đấu hai, hai người bọn họ căn bản không có cơ hội chiến thắng. Đông Phương Ngạo Vũ điềm nhiên đứng dậy, nhìn về phía đối diện bằng A Sanh mắt lạnh lùng. Chương 1654 dù bên phía Tiêu Chính Văn có phô trương tới mức nào thì hắn cũng tự tin sẽ chiến thắng. Từ nhỏ đến lớn hắn đều ở Hoa Sơn, nếm trải bao nhiêu khổ cực, bị giày vò bao nhiêu lần. Không dưới 100 cái thước đã bị đánh gãy. Hôm nay, Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ trở thành hòn đá ngáng đường dưới chân hắn. Hắn không vì gia tộc Đông Phương, cũng không phải vì bốn gia tộc lớn mà là vì chính bản thân hắn. Vì tiền đồ của hắn, một loại khí thế không giận mà uy dâng lên từ gót chân của Đông Phương Ngạo Vũ, mây đen đột nhiên ùn ùn kéo đến, che phủ khắp cả đất trời một phương. Tiêu Chính Văn chậm rãi bước lên bãi đất trống của đỉnh núi Bách Nhật, nhìn Đông Phương Ngạo Vũ bằng ánh mắt điềm nhiên. Lúc này, luồng sức mạnh của Tiêu Chính Văn lúc ẩn lúc hiện, hết sức bình tĩnh. Giống như trận đại chiến sắp diễn ra không hề liên quan đến anh. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn thản nhiên như vậy, Lý Lộ Lộ cao ngạo đứng lên, khoác lấy cánh tay của Đông Phương Ngạo Vũ, nói với Dương Linh Nhi, Dương Linh Nhi, so với bạn trai của tôi, thần tượng của cô hình như quá tầm thường rồi nhỉ.
Tôi đã nói từ lâu rồi, Tiêu Chính Văn chỉ là một người bình thường tới mức tôi còn khinh không buồn nhìn anh ta một cái. Giọng nói của Lý Lộ Lộ vang khắp không gian, thế nhưng không có một ai dám tiến lên trước phản bác. Bởi vì Đông Phương Ngạo Vũ lúc này thật sự giống như thiên thần hạ thế, uy phong lẫm liệt. Hừ, còn chưa ra tay, tất cả đều chưa thể biết trước được. Dương Linh Nhi nghiến răng đáp trả. Ha ha, vậy thì cô mở to mắt ra mà xem cho kỹ nhé. Lý Lộ Lộ lạnh lùng cười nói. Lúc này, trong đám người lại vang lên tiếng ồn ào. Chỉ thấy đại diện của bốn gia tộc lớn, đi đầu là Viên Sùng Long đồng loạt đi ra khỏi đám người bước về phía gia tộc Đông Phương. Bốn gia tộc lớn hội tụ, bất luận là thế trận hay là uy danh thì đều không hề kém cạnh bên phía Tiêu Chính Văn. Đông Phương Ngạo Vũ chậm rãi bước xuống bậc thang, lúc này, hắn giống như một thiên thần đang liếc mắt nhìn chúng sinh, ánh mắt quét qua một lượt gương mặt của tất cả những người đang đứng bên dưới. Sự kiêu ngạo, sự siêu nhiên đó khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Tiêu Chính Văn, giọng nói này giống như vang lên từ trên 9 tầng mây, trong vòng mấy chục cây số xung quanh đỉnh núi Bách Nhật đều nghe thấy rõ mồn một. Lúc này, so với một Tiêu Chính Văn bình thường tới mức không thể bình thường hơn, hắn chính là đứa con cưng của trời, không hổ là cường giả hàng đầu trong tầng lớp thế hệ trẻ tuổi. Thậm chí, hắn cho rằng Tiêu Chính Văn không xứng để làm đối thủ của mình. Không xứng để hắn phải gióng trống khua chiêng đánh giết ở nơi này như vậy. Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng, điềm nhiên nhìn về phía Đông Phương Ngạo Vũ, làm một động tác tay tỏ ý mời. Xin mời, Tiêu Chính Văn hờ hững lên tiếng. Chương 1655 vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn nhảy một bước ra, cơ thể lập tức bật lên bay thẳng lên đỉnh núi Bách Nhật. Đông Phương Ngạo Vũ ngẩng đầu lên nhìn vách núi cao vời vợi, khinh thường cười khẩy. Sau đó cũng theo sát phía sau bay lên đỉnh núi. Khác với Tiêu Chính Văn, Đông Phương Ngạo Vũ gần như chậm rãi bay lên đến đỉnh núi trông như một ông tiên. Hắn làm thế khiến không ít người bên dưới đều cảm thán, đây quả là kỳ tích. Không thể nào, sao anh ta lại giống như bị gió thổi bay lên vậy? Cái gì mà gió thổi bay lên, đó gọi là phi thăng. Hai, có vẻ như Đông Phương Ngạo Vũ có xác suất thắng nhiều hơn. Nhiều người bên dưới đều bắt đầu bàn luận. Nghe tiếng bàn luận của người bên dưới, Đông Phương Ngạo Vũ không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Tiêu Chính Văn, trước khi chết hãy nhìn thế giới phồn thịnh này lần cuối đi, đây có thể là lần cuối cùng anh thưởng thức vẻ đẹp của thế giới này đó, trong mắt tôi anh chẳng đáng một xu nào cả. Nhưng anh cũng xem như là người tài giỏi thật sự của lớp trẻ trong gần 100 năm nay. Ở tuổi này mà có thể ra oai với thế giới, ngạo mạn xưng hùng xưng bá. Có giết anh cũng không làm mất mặt anh đâu. Đông Phương Ngạo Vũ chắp một tay sau lưng, cực kỳ kiêu ngạo cao giọng nói. Thậm chí hắn có ý thêm trận pháp vào giọng nói của mình để nó truyền ra xa hơn, không chỉ người dưới chân núi có thể nghe được mà người ở cả Long Kinh cũng có thể nghe rõ mồn một. Nghe thế, các vị trưởng lão ở Long Các và Võ Tông đều lộ ra vẻ tức giận. Mấy vị trưởng lão Tông Miếu tức giận đập mạnh vào bàn nói, tên khốn Đông Phương Ngạo Vũ này. Cậu ta thật sự xem mình là nhân vật lớn đấy à? Hôm nay nếu cậu ta dám làm thế, mấy ông già chúng ta liên hợp lại tiêu diệt cậu ta. Lúc này Tiêu Chính Văn đứng trên đỉnh núi Bách Nhật bình tĩnh nhìn Đông Phương Ngạo Vũ, có vẻ như anh rất tự tin. Đông Phương Ngạo Vũ kiêu ngạo nhìn Tiêu Chính Văn, đồng thời khí thế bỗng tăng lên đến cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao. Trong vòng 100 mét xung quanh bỗng nổi lên một trận cuồng phong, cây cối trên núi đều điên cuồng lắc lư. Mây trên bầu trời cuồn cuộn, hiện tượng này khiến mọi người đều kinh ngạc, hoảng sợ. Mấy người Tần Vũ đã từng gặp cường giả cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao. Chương 1656 đặc biệt là độ thiên chân nhân của Thiên Kiếm Tông vốn dĩ là cường giả cảnh giới thiên vương long cấp 4 sao, nhưng trên người độ thiên chân nhân chưa từng có hiện tượng này. Đây quả là bản lĩnh thần tiên. Sư phụ chắc chắn cũng chưa có khí thế như vậy. Nhìn mây cuồn cuộn trên bầu trời, thay đổi rất nhiều hình thù, mấy đệ tử của Thiên Kiếm Tông cũng lên tiếng thảo luận. Nhìn thấy chưa, đây chính là sự cách biệt giữa tôi và anh. Đừng nói là cảnh giới thiên vương 4 sao, ngay cả cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao, anh cũng tuyệt đối không có bản lĩnh này. Trước đây chỉ cần anh xuất hiện sẽ khiến mọi người xung quanh sẽ sợ hãi, nhưng bây giờ thì sao? Có người nào trong số họ không kinh ngạc vì bản lĩnh của tôi không?
Đây là điểm thấp kém của anh chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Sở dĩ anh có thể đi đến ngày hôm nay chẳng qua là vì mấy đối thủ anh từng đánh quá tầm thường. Giọng Đông Phương Ngạo Vũ như xuyên qua bầu trời vang vọng khắp núi rừng. Đông Phương Thiếu thấy thế cũng gật đầu lia lịa. Quả nhiên Đông Phương Ngạo Vũ không phụ sự kỳ vọng của nhà họ Đông Phương, chỉ dựa vào bản lĩnh này đủ để ra uy với Tiêu Chính Văn rồi. Mà sự thật cũng đúng như thế, mấy người Tần Vũ đều thầm đổ mồ hôi thay Tiêu Chính Văn. Thấy bản lĩnh khó lường của Đông Phương Ngạo Vũ, Tần Vũ còn nghĩ bản thân anh ta không thể nào giao đấu với Đông Phương Ngạo Vũ. Thậm chí người ta chỉ cần nhấc tay lên thì anh ta đã rơi đầu rồi. Nhưng đây chưa là gì, ngay khi mọi người còn đang ngạc nhiên thì chỉ thấy Đông Phương Ngạo Vũ lật tay lại. Vù vù vù, lá cây khắp núi khắp đồng đều úa vàng, sau đó rơi xuống. Phải biết rằng, bây giờ đang là giữa mùa hè nóng bức. Nhưng mọi thứ xung quanh đều mang bầu không khí của mùa thu. Bản lĩnh này quả thật có thể hình dung bằng từ điêu luyện sắc sảo. Thế nào hả Tiêu Chính Văn? Anh và tôi đều là người cùng tuổi, vài năm trước tôi đã có bản lĩnh như vậy rồi, còn anh thì sao? Dù bây giờ, e là anh cũng không làm được như tôi nhỉ. Anh nói thử xem tôi có lý do không tự tin được sao? Anh có tư cách gì mà đứng chung một chỗ với tôi? Từng câu từng chữ của Đông Phương Ngạo Vũ đều lộ ra vẻ kiêu ngạo, mắt nhìn xung quanh, dường như tất cả những người dưới chân đều như những con kiến bé nhỏ. Ít nhất bề ngoài, Đông Phương Ngạo Vũ quả thật đã có bản lĩnh cực mạnh, là người có thể điều khiển sự thay đổi của bốn mùa, có thể thay đổi hiện tượng thiên nhiên. Chương 1657 quan trọng nhất là trước đó thậm chí không ai biết thực lực của hắn, ngay cả Hắc Băng Đài cũng không thể tra ra được sức mạnh thật sự của hắn. Chỉ biết hắn đạt cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao. Bây giờ mọi người mới hiểu tại sao Đông Phương Ngạo Vũ lại ngông cuồng như thế. Hắn quả thật có tư cách ra vẻ ta đây. Hơn nữa tôi còn muốn nói với anh một chuyện. Sở dĩ tôi muốn đấu với anh tuyệt đối không phải vì gia tộc Đông Phương, càng không phải vì bốn gia tộc lớn. Nghe hắn nói thế, Đông Phương Thiếu và Viên Sùng Long đều sửng sốt. Nhất là Đông Phương Thiếu suýt thì mắt rơi cả ra ngoài. Đông Phương Ngạo Vũ nói thế là có ý gì? Đông Phương Ngạo Vũ lạnh lùng liếc nhìn mấy người Đông Phương Thiếu và Viên Sùng Long, lạnh lùng nói, tôi là đệ tử chân truyền của Hoa Sơn Chấn Tông, sao có thể bị bốn gia tộc lớn tùy ý sai bảo thế được? Trong mắt tôi, đừng nói là gia tộc Đông Phương, dù là bốn gia tộc lớn thì đã sao? Sở dĩ muốn đấu với anh là vì Đông Phương Ngạo Vũ tôi muốn lấy máu của anh tế kiếm của tôi. Bắt đầu từ hôm nay, Đông Phương Ngạo Vũ tôi mới là sự tồn tại cao thượng ở Hoa Quốc, chỉ có tôi mới có thể kế thừa quốc vận, một bước trở thành cường giả cảnh giới thiên thần. Hắn vừa nói thế, Viên Sùng Long nhìn Đông Phương Thiếu đầy vẻ sâu xa. Trong mắt còn ẩn chứa vẻ oán hận. Gia tộc Đông Phương đúng là có rất nhiều người tài giỏi, Đông Phương Ngạo Vũ thế mà lại nói ra mấy những đại nghịch bất đạo như vậy trước mặt vô số người. Sau này bảo bốn gia tộc lớn để mặt mũi ở đâu? Tình hình trong tương lai sẽ xảy ra thay đổi long trời lở đất, sao Tiêu Chính Văn anh có thể biết những thứ này được? Đối diện với thời thế đó, anh chỉ có thể để mặc gió thổi đi như mấy chiếc lá rụng này thôi, nhưng tôi thì khác, tôi mới là người được mọi người yêu mến trong thời thế sau này. Giọng Đông Phương Ngạo Vũ vang vọng, khí thế lại tăng lên. Bỗng chốc đã đạt đến cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao. Lúc này từng đám mây trên bầu trời đã trở thành những đám mây đen kịt. Hơn nữa từng luồng sấm chớp liên tục đánh xuyên vào những đám mây. Cảnh tượng đó khiến cả Đông Phương Thiếu phải hoảng sợ. Chỉ có Vũ Thiên Tôn và Thí Thần vẫn bình thản nhìn mọi thứ đang diễn ra. Đông Phương Ngạo Vũ đúng là không tầm thường, cũng mạnh hơn Tiêu Chính Văn rất nhiều nhưng chút bản lĩnh này chẳng là gì với cường giả cảnh giới thiên thần cả. Sư phụ à, Đông Phương Ngạo Vũ này mạnh quá, Tiêu Chính Văn. Chương 1658 Nguyệt Ảnh hơi lo lắng quay đầu lại nhìn Miyamoto Kenichi. Hừ, đây chỉ là trận pháp, không phải cậu ta có thật sự có thể thay trời đổi đất đâu, những thứ này đều là ảo ảnh, không phải thật. Màn chém giết thật sự còn phải dựa vào bản lĩnh thật. Nhưng cũng phải thừa nhận Đông Phương Ngạo Vũ khiến sư phụ mở rộng tầm nhìn, trong các cường giả cảnh giới thiên vương ở Hoa Quốc lại có cao thủ như vậy, thật khiến vi hào chúng ta thấy hổ thẹn. Lời nói của Miyamoto Kenichi như đánh vỡ sự diệu kỳ trong này. Đồng thời cụ ta cũng không khỏi đánh giá Đông Phương Ngạo Vũ cao hơn.
Thảo nào mấy ngọn núi lớn ở Hoa Quốc có thể ảnh hưởng đến đại nạn ở Hoa Quốc mấy lần khiến Hoa Quốc mỗi lần đều có thể tái sinh lại, bên trong cũng không phải không có đạo lý. Anh có thể biết đây là bản lĩnh gì không? Nói cho anh biết đây chính là trận pháp tuyệt diệu có 102 của Hoa Sơn Trận Tông, chết trong trận pháp này cũng xem như anh may mắn đấy. Nói đến đây, Đông Phương Ngạo Vũ bỗng giơ cánh tay trái lên, sau đó lật tay lại. Khi Đông Phương Ngạo Vũ vung tay lên, cả đỉnh núi Bách Nhật đều rung chuyển, mặt đất vang lên từng tiếng ầm ầm cực lớn. Nhiều tảng đá rơi từ vách núi xuống vì trận rung lắc khá mạnh. Cảnh tượng này khiến mọi người đều hoảng hốt, ai ai cũng kinh ngạc nhìn Đông Phương Ngạo Vũ. Dù sao đỉnh núi Bách Nhật chỉ là một đỉnh núi nhỏ không quá bắt mắt trong dãy núi Tần Lĩnh ở phía Tây Long Kinh. Nhưng lại có liên kết với toàn bộ dãy núi. Nơi này rung chuyển thì cả mặt đất ở phía Bắc dường như cũng đang rung lắc. Nhiều chim muông đều hoảng sợ chạy tán loạn như thể sắp có đại nạn. Đây là làm rung chuyển trời đất sao? Tôi chỉ biết trong thần thoại mới có nhân vật thế này, lẽ nào cường giả cảnh giới thiên vương có thể làm được sao? Tả Hàng Đồ khiếp sợ đến độ mặt mày trắng bệch. Vì ông ta nhìn thấy cả dãy Tần Lĩnh đều đang rung chuyển qua kính viễn vọng. Nếu nói từng đám mây cuồn cuộn lúc nãy chỉ là ảo tưởng thì cả dãy Tần Lĩnh mấy trăm cây số đều đang rung chuyển không thể nào là ảo giác được. Ừ, đúng thế, bây giờ tôi cũng tin là thật rồi, hóa ra cảnh giới thiên vương cũng có thể đáng sợ như thế. Xem ra trước đây chúng ta là ếch ngồi đáy giếng thật rồi. Tần Vũ cười gượng gạo. Chương 1659 trong nhận thức trước đây của anh ta, cảnh giới thiên vương chỉ là khống chế được một số sức mạnh thuộc giới tự nhiên. Ví dụ tường khí. Nhưng bây giờ anh ta mới nhận ra sự hiểu biết của anh ta về cảnh giới thiên vương ít đến mức nào. Có lẽ lúc Đông Phương Ngạo Vũ ở cảnh giới thiên vương 3 sao thì đã mạnh hơn anh ta rất nhiều. Chẳng trách thế gian thường có câu, không thấy núi cao thì không bao giờ biết sự bé nhỏ của mình, không khổ luyện ở núi danh tiếng thì chẳng thể nào biết mình yếu ra sao. So với đệ tử ở các danh sơn, cảnh giới thiên vương 3 sao này của anh ta quả thật như đi cửa sau mới miễn cưỡng có tư cách nhận chứng chỉ vậy. Đây vẫn chỉ là cảnh giới thiên vương 3 sao, vậy cảnh giới thiên vương 5 sao thì sao? Còn cảnh giới thiên thần nữa? Sự cách biệt này lớn đến mức nào? Không ai dám đảm bảo mấy ngọn núi lớn này thật sự chỉ có một cường giả thiên thần. Chẳng ai dám đảm bảo cảnh giới thiên thần là con át chủ bài thật sự của mấy danh sơn lớn này. Chính vì thế mà Tần Vũ càng lo cho Tiêu Chính Văn hơn. Trận chiến hôm nay dù ai thắng thì với Tiêu Chính Văn cũng như chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Nếu thắng, Hoa Sơn chắc chắn sẽ không dừng lại. Còn thua thì Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ chết, Hoa Quốc lại mất đi một quân tướng. Lúc này Tiêu Chính Văn chỉ quay đầu lại nhìn mặt đất đang rung chuyển, vô số đất đá lăn từ trên đỉnh núi xuống dưới. Nếu người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này, quả thật sẽ kinh hồn bạt vía. Cho dù là một tháng trước Tiêu Chính Văn cũng sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng hiện giờ cảnh tượng này lại cực kỳ nhỏ bé trong mắt Tiêu Chính Văn. Vì Tiêu Chính Văn từng nhìn thấy trận pháp thật sự có thể thay trời đổi đất khi ở nước Lý. Nếu so sánh thì bản lĩnh này của Đông Phương Ngạo Vũ chỉ như mấy trò vặt vãnh của đám trẻ con mà thôi. Đúng lúc này Đông Phương Ngạo Vũ bỗng chỉ một ngón tay vào một tảng đá lớn đang lăn xuống dưới. Sau đó tảng đó thay đổi hướng di chuyển trước đó, bay ngược lại lên trên đập thẳng vào người Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, tảng đá có khối lượng mấy ngàn tấn đâm vào đỉnh núi bên cạnh. Chương 1660 tiếng nổ cực lớn vang lên, đỉnh núi đó cũng bị đụng mạnh nghiêng sang một bên, xung quanh càng rung lắc dữ dội, mọi người nhìn thấy mà đều lạnh sống lưng. Đây là thứ mà con người có thể làm được sao? Rất nhiều người đứng xem đều chảy mồ hôi lạnh. Được rồi, làm nóng người xong rồi. Tiêu Chính Văn, tôi và anh đánh một trận cho thỏa thích đi. Hắn vừa nói thế, mọi người đều trợn to mắt lần nữa. Gây ra động tĩnh lớn như thế mà chỉ là làm nóng người thôi ư. Chuyện này, vậy trận đấu thật sự phải là cảnh tượng dữ dội đến mức nào nữa? Một bên khác Tiêu Chính Văn vung một tay lên. Con dao quân đội năm cạnh vẽ ra một đường ánh bạc đánh thẳng về phía Đông Phương Ngạo Vũ. Nhưng khi con dao quân đội năm cạnh chỉ còn cách Đông Phương Ngạo Vũ chưa đến 1 cm thì một màn sáng bỗng dâng lên từ bên dưới người Đông Phương Ngạo Vũ. Là ánh sáng, không phải tường khí,
Cảnh tượng này lại khiến đám người Tần Vũ kinh ngạc. Tường khí chỉ là vật thể có thể nhìn thấy nhưng lại không sờ vào được. Nói cách khác, thật ra không khí có thể nhìn thấy thông qua vài thiết bị đặc biệt. Dù sao vẫn có các vật thể khác như bụi các thứ trôi nổi trong đó, nhưng ánh sáng, không có tiếng kim loại va chạm vào nhau, càng không có tia lửa do con dao quân đội năm cạnh đụng phải lực cản tạo ra. Sau khi con dao quân đội năm cạnh nhanh chóng đâm xuyên vào màn sáng đó thì lập tức quay ngược lại đâm thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Ôi, trời ạ, chuyện này cũng hoang đường quá nhỉ. Đây là bản lĩnh siêu việt gì thế? Người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này đều kinh ngạc thốt lên. Lúc trước, khi Tiêu Chính Văn đấu với Viên Thắng Thiên, mọi người đều đã chứng kiến sự lợi hại của con dao quân đội năm cạnh. Nhưng lúc này con dao quân đội năm cạnh lại đổi hướng đâm về phía Tiêu Chính Văn. Đây là bản lĩnh kỳ quái gì thế? Tiêu Chính Văn khẽ giơ tay lên, con dao quân đội năm cạnh quay lại trong bàn tay anh. Sau đó ánh mắt anh lóe lên một tia sáng khác thường, nhìn Đông Phương Ngạo Vũ nói, được đấy, anh quả thật hơi khác so với những người khác, ha ha ha. Chương 1661, Đông Phương Ngạo Vũ ngửa mặt lên trời bật cười. Cùng lúc đó Tiêu Chính Văn cũng ra đòn thứ hai. Lần này con dao quân đội năm cạnh bắn về phía Đông Phương Ngạo Vũ với góc độ vô cùng kỳ quái. Hơn nữa cũng không phát ra ánh bạc chói mắt mà là hóa thành vô số ánh sao lạnh băng. Đây là chiêu thức anh học được từ trong kiếm cảnh của Độ Thiên Chân Nhân, vô số sáng sao rơi xuống như mưa. Nhưng cảnh tượng khiến mọi người thất vọng lại xuất hiện, Đông Phương Ngạo Vũ chỉ chắp một tay sau lưng bình thản nhìn vô số ánh sáng đó rơi xuống chỗ mình. Tuy nhiên ngay lúc đụng phải màn sáng đó thì nhiều ánh sao lập tức biến mất như băng tuyết gặp phải ánh mặt trời ban trưa. Không đợi ánh sáng lạnh lẽo đó biến mất hoàn toàn, Tiêu Chính Văn lại ra tay lần nữa. Lần này Tiêu Chính Văn nắm chặt con dao quân đội năm cạnh, sau đó đâm một kiếm ra với sức lực cực kỳ thô bạo. Nhưng khi con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn đâm vào màn sáng, anh lại cảm thấy có một vực thẳm sâu vô tận xuất hiện trước mặt mình. Rõ ràng chỉ cách 1 cm nhưng con dao quân đội năm cạnh của anh lại không thể nào đến gần người Đông Phương Ngạo Vũ. Sao lại thế này? Chuyện này không khoa học. Tả Hàng Đồ nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải kinh ngạc lớn tiếng thốt lên. Miyamoto Kenichi híp mắt nhìn Đông Phương Ngạo Vũ nhíu mày nói, cậu ta thế mà lại lĩnh ngộ được không gian. Sư phụ ơi, không gian là sao ạ? Nguyệt Ảnh quay đầu lại hỏi. Không gian chính là thế giới chúng ta đang sống, thật ra được tạo thành bởi rất nhiều vĩ độ nhưng chúng ta chỉ có thể đặt mình vào một vĩ độ trong đó thôi. Màn sáng trước mặt Đông Phương Ngạo Vũ hẳn là một loại trận pháp không gian. Nói cách khác, con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn đang đâm đến một không gian khác, chứ không phải chỉ là một màn sáng đơn giản. Thế nên bất kể cậu ta có đâm vào đó thế nào cũng không thể làm Đông Phương Ngạo Vũ bị thương. Dứt lời, Miyamoto Kenichi quay đầu lại nhìn Tiêu Long vẫn đang lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Lúc này vẻ mặt Tiêu Long rất nghiêm túc, ánh mắt sáng như ngọn đuốc nhìn Đông Phương Ngạo Vũ. Chương 1662, người này là chân truyền của Hoa Sơn Trận Tông, xem ra trận đấu này Tiêu Chính Văn gặp nguy hiểm rồi. Mắt Miyamoto Kenichi lóe sáng nói. Tiêu Long vẫn không nói lời nào, mặc dù cụ ấy cũng rất lo lắng nhưng Tiêu Chính Văn có thể đột phá được hay không còn phải xem trận đấu này thế nào. Chỉ cần Tiêu Chính Văn có thể phát huy giống lúc ở Kaman, chắc chắn Đông Phương Ngạo Vũ khó có thể là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Điều khiến Tiêu Long cực kỳ khó hiểu là có rất nhiều trận pháp đã bị thất truyền gần 1.000 năm ở Hoa Quốc. Không ngờ trong mấy danh sơn nổi tiếng lại còn lưu giữ. Xem ra ở Hoa Quốc, nơi thật sự bí ẩn khó lường vẫn là mấy đại danh sơn. Chỉ có khám phá sự kỳ diệu của mấy đại danh sơn mới có thể biết sự thật về trận pháp thất truyền và nguyên nhân tại sao năm tim rồng lại hội tụ và phân tán vào vài nghìn năm trước. Không chỉ có phái Quang Minh đang điều tra mà ngay cả các lãnh đạo cấp cao của Hoa Quốc cũng đang điều tra. Lúc này trên đỉnh núi Bách Nhật, Tiêu Chính Văn liên tục thay đổi nhiều cách tấn công nhưng đều vô dụng. Bất kể chiêu thức có kỳ lạ thế nào nhưng chỉ cần tiếp xúc với màn sáng đó thì đều biến mất bặt vô âm tín như bỏ cát vào biển. Tiêu Chính Văn, sao đến giờ anh vẫn chưa hiểu thế? Cách biệt giữa tôi và anh như rãnh trời, không thể vượt qua đâu. Bất kể anh có đánh thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm tôi bị thương. Đông Phương Ngạo Vũ cực kỳ kiêu ngạo cười khẩy nói. Sự thật cũng đúng là thế,
cho dù có dùng cách gì, nếu không thể phá vỡ màn sáng trước mặt hắn thì mọi thứ đều uổng phí. Cũng có thể nói dù Tiêu Chính Văn có ra sức đánh đi chăng nữa thì cuối cùng cũng không thể so được với Đông Phương Ngạo Vũ. Giờ thì cho anh mở rộng tầm nhìn về điểm kỳ diệu của trận pháp. Đông Phương Ngạo Vũ lạnh lùng nói. Hắn vừa dứt lời, màn sáng đó bỗng biến mất, trận pháp của hắn cũng sắp đến cực điểm. Hắn vừa đánh ra một đòn, cây cối xung quanh đều bị một cơn gió mạnh quật ngã. Uy lực này có thể hình dung bằng câu ông trời cũng không cản nổi. Mọi thứ trong vài cây số xung quanh đỉnh núi Bách Nhật gần như đều nằm trong tầm kiểm soát của Đông Phương Ngạo Vũ. Ngay cả trời đất cũng trở thành vũ khí trong tay hắn, ập xuống theo đòn tấn công của hắn. Trận đấu đến cấp độ này đã không còn là trận quyết đấu của cảnh giới thiên vương bình thường nữa. Thậm chí có thể nói là trận đấu kết hợp trận pháp với sức mạnh. Trận pháp hệt như một luồng sức mạnh kỳ quái vô hình không nhìn thấy cũng không sờ được, dù sức lực có lớn đến thế nào thì cũng chẳng thể nào chống đối lại sự tồn tại bí ẩn không sờ được, cũng không nhìn thấy nhưng lúc nào cũng có thể đe dọa đến mình. Ầm ầm ầm, Đông Phương Ngạo Vũ vừa giơ tay lên, trong không khí vang lên tiếng phá vỡ không gian. Tiêu Chính Văn vội vàng lách người sang một bên, đòn tấn công đánh hụt vào khoảng không nhưng uy lực mạnh mẽ đó đánh trúng mặt đất cắt mất 3 mét đỉnh núi Bách Nhật. Chương 1663 đây là tảng đá hiên ngang đứng vững dù đã trải qua bao phong ba bão táp trong vài nghìn năm. Dù có cho nổ bằng hàng trăm nghìn quả pháo kích cỡ lớn cũng rất khó cắt được nửa tấc đỉnh núi. Nhưng Đông Phương Ngạo Vũ chỉ dùng một cú đấm đã san bằng cả 3 mét của đỉnh núi, đây là uy lực mạnh đến mức nào? Lúc này Tiêu Chính Văn cũng không khỏi khẽ nhíu mày, cú đấm vừa rồi tuyệt đối không phải là thực lực của bản thân Đông Phương Ngạo Vũ mà hắn đang mượn sức của trận pháp. Nói cách khác, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân của hắn đều có trận pháp trong đó, thế nên uy lực mới mạnh đến thế. Cứ như thể trên nắm tay hắn được lắp thêm một bộ máy tăng sức mạnh, phóng đại sức mạnh ban đầu chỉ 1 kg lên không chỉ 1.000 lần. Mà cảnh giới của Đông Phương Ngạo Vũ lại cao hơn Tiêu Chính Văn một bậc. Thế nên trận chiến này càng thêm khó khăn với Tiêu Chính Văn. Thảo nào trước khi khai chiến, Đông Phương Ngạo Vũ lại có thể tự tin như thế. Cùng lúc đó, đòn tấn công của Đông Phương Ngạo Vũ dồn dập hơn, mỗi một chiêu thức đều mang theo thiên uy vô hạn như thể ngay cả trời đất này cũng đang kề vai sát cánh chiến đấu với hắn. Tay trái của hắn cũng đang cầm một thanh kiếm quang phát ra ánh sáng chói mắt. Đánh bừa một kiếm có thể chấn động hư không? Dường như ngay cả không khí cũng bị hắn chia cắt. Thí thần cười khẩy nhìn cảnh tượng này. Trận đấu giữa Tiêu Chính Văn và Đông Phương Ngạo Vũ đến bước này thì Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn rơi vào thế yếu. Thậm chí có thể nói thẳng ra là bây giờ Tiêu Chính Văn cực kỳ tốn sức khi chống đỡ, còn đánh thế nào nữa đây? Sao cậu ta có thể thắng Đông Phương Ngạo Vũ được chứ? Dù Tiêu Chính Văn có sử dụng thanh giáo dài liệt long màu đỏ thì cũng vô ích. Trận đấu cấp bậc này đã vượt ra khỏi trình độ mà một vũ khí hay một kỹ năng võ thuật nào đó có thể xoay chuyển tình thế. Đây là đối đầu về thế, bên Đông Phương Ngạo Vũ rõ ràng đã hình thành thế áp đảo. Còn bên Tiêu Chính Văn chỉ có thể lùi từng bước né đòn. Giống như một người liên tục bị bắn tỉa ở khoảng cách hơn 2.000 mét, dù mấy phát súng đầu đều né được nhưng 100, 1.000 phát súng thì sao né được đây? Chỉ cần bị trúng một phát đạn thì chắc chắn sẽ chết. Mặc dù Tiêu Chính Văn cũng đang cố gắng tránh đòn, thỉnh thoảng còn đánh trả lại nhưng không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì với Đông Phương Ngạo Vũ. Đừng cố chấp phản kháng nữa. Mọi sự phản kháng của anh đều vô ích thôi. Tiêu Chính Văn, đừng nói anh chỉ là thiên vương thiên cấp, dù bây giờ anh có là cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao cũng không thể làm tôi bị thương. Cường giả cùng cấp bậc chết trong tôi không dưới 5 người. Anh tuổi gì mà muốn thắng tôi? Đông Phương Ngạo Vũ vừa nói vừa tăng thêm thế tấn công. Ồ, xem ra trận pháp mới là thứ quan trọng quyết định thắng thua. Lúc này Tiêu Chính Văn đã nhìn rõ mọi thứ. Chương 1664 trước đó Tiêu Chính Văn chỉ đang thăm dò giới hạn của Đông Phương Ngạo Vũ, đến giờ Tiêu Chính Văn mới thật sự ra tay. Chỉ thấy khí thế của Tiêu Chính Văn bỗng tăng lên, quanh người tỏa ra ánh sáng màu vàng. Tim rồng kim long, Vũ Thiên Tôn đập vào tay vịn trên ghế đứng phát dậy. Hôm trước, sau khi luồng ánh sáng này xuất hiện, cụ ta còn chẳng có lấy một chút can đảm để ra tay. Cảm giác đó quả thật rất đáng sợ,
ngay cả cảnh giới thiên thần như cụ ta cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Sau khi ánh sáng vàng đó xuất hiện, Tiêu Chính Văn lại đánh ra thêm một đòn tấn công nữa. Lần này ánh sáng chắn trước mặt Đông Phương Ngạo Vũ lại xảy ra va chạm mãnh liệt với cú đấm của Tiêu Chính Văn. Bùm, một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, Đông Phương Ngạo Vũ liên tục lùi về sau mấy bước. Tiêu Chính Văn, hóa ra anh cũng có con át chủ bài. Vậy thì càng tốt, hôm nay chúng ta dùng trận pháp quyết định thắng thua. Thật ra Đông Phương Ngạo Vũ không bất ngờ với trận pháp của Tiêu Chính Văn. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng đã có được tim rồng Kim Long, đó là tim rồng tượng trưng cho trận pháp. Đồng thời tất cả trận pháp kỳ diệu trong thế gian đều được ghi chép lại trong đó. Nhưng có được trận pháp không đồng nghĩa với việc Tiêu Chính Văn có thể sử dụng. Vừa cần có sự tích lũy theo thời gian, vừa cần có cao nhân chỉ dạy. Nếu không dù hình ảnh trận pháp nhiều hơn cũng là chỉ là chuyện tranh lấy ra để dỗ trẻ con mà thôi. Nhưng Tiêu Chính Văn có không? Bất kể là cái nào, Tiêu Chính Văn cũng không có. Nếu hoàn toàn dựa vào bản thân tự lĩnh ngộ, chỉ đi đường vòng cũng phải mất mười mấy năm. Có lẽ dành cả cuộc đời cũng không thể với đến ngưỡng cửa của trận pháp. Đông Phương Ngạo Vũ trở nên điên cuồng hơn, hơi thở cả người hắn cũng bùng phát, khí thế cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao cũng bị hắn đẩy lên cực điểm. Trong không khí thậm chí còn loáng thoáng nghe được tiếng sấm sét, mọi người đứng dưới núi không khỏi hoảng sợ. Ngay cả đám người Đông Phương Thiếu và Viên Sùng Long cũng không khỏi trợn to mắt, liên tục nuốt nước bọt. Đây quả thật là trận đại chiến chưa từng có. Ít nhất hai cụ tổ nhà họ Viên không bằng người thanh niên hơn 20 tuổi Đông Phương Ngạo Vũ này. Nhất là khi nhìn thấy cảnh tượng gió mây trên trời đổi sắc, mọi người càng kinh ngạc gấp mấy lần. Đông Phương Thiếu, ông vẫn không định bảo cậu ta dừng tay à? Lúc này Tần Vũ cũng căng thẳng đứng lên từ đằng xa liếc nhìn Đông Phương Thiếu, lớn tiếng hét lên. Chương 1665 lúc này, ngay cả Đông Phương Thiếu cũng hoàn toàn sững sờ, kia là Đông Phương Ngạo Vũ thật sao? Đó rõ ràng là một hành động khiến cho mọi người đều phải kinh ngạc. Nhà họ Đông Phương có một nhân vật lợi hại như vậy từ lúc nào vậy chứ? Bất luận hắn có phải vì nhà họ Đông Phương hay không? Chỉ cần giết chết Tiêu Chính Văn thì chính là cống hiến lớn nhất cho nhà họ Đông Phương rồi. Vậy nên làm gì có chuyện Đông Phương Thiếu nghe theo lời của Tần Vũ? Tiêu Chính Văn, bây giờ đã biết sự lợi hại của tôi rồi chứ? Nhìn thấy rồi đúng không? Đây mới là thực lực thật sự của tôi, anh rất bất ngờ và kinh sợ đúng không? Đông Phương Ngạo Vũ hết sức kiêu ngạo, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn bên phía đối diện. Đây mới là con át chủ bài cũng là sức mạnh lớn nhất của hắn. Mấy trăm năm rồi Hoa Quốc chưa xuất hiện một người có sức mạnh kinh thiên động địa tới thế. Thế nhưng Đông Phương Ngạo Vũ lại là ngoại lệ. Cũng chính bởi như vậy, hắn mới là một trong số những đệ tử thế hệ mới mà Hoa Sơn coi trọng nhất. Sau trận chiến này, tên tuổi của Đông Phương Ngạo Vũ hắn nhất định sẽ nổi như cồn, trở thành cường giả hàng đầu. Gì mà Võ Thí Thiên, gì mà Dược Sư Hoàng, ở trong mắt hắn, đám người này chẳng qua chỉ là mấy ông già lớn hơn hắn vài tuổi mà thôi. Những người này có tư cách gì mà so bì với hắn? Tư chất tự nhiên của hắn gần như không một ai có thể vượt qua, đây là lời đánh giá mà chính miệng sư phụ hắn đã nói ra. Chưa nói đến bên trong lãnh thổ Hoa Quốc, dù là cả thế giới này, ai có thể tạo dựng được thành tựu kinh thiên động địa như vậy khi mới chỉ 26 tuổi cơ chứ? Chỉ có Đông Phương Ngạo Vũ hắn mới có tư cách để được gọi là con trời của Hoa Quốc. Cũng chỉ có Đông Phương Ngạo Vũ hắn mới xứng đáng leo lên vị trí ngai vàng của Hoa Quốc kia. Không ngờ Hoa Sơn của Hoa Quốc lại đáng sợ tới thế, chỉ một cậu thanh niên 26 tuổi mà đã đạt tới mức độ này. Vượt xa so với tưởng tượng của chúng ta rồi. Thí thần nhìn Đông Phương Ngạo Vũ bằng đôi mắt sáng rực. Ít nhất trong trí nhớ của cụ ta, Vi Hào chưa từng xuất hiện một nhân vật xuất chúng như vậy. Có thể vận dụng trận pháp tới mức độ này. Ngay cả một cường giả cấp thiên thần tới từ Vi Hào, hơn nữa còn tinh thông âm dương thuật như thí thần cũng cảm thấy kinh ngạc. Không phải thí thần không sánh bằng Đông Phương Ngạo Vũ, mà là ít nhất trước khi cụ ta đạt tới cảnh giới thiên thần thì sự lĩnh hội về trận pháp rõ ràng còn thua xa so với Đông Phương Ngạo Vũ. Chả trách các nước Âu Lục đều lo lắng quốc vận của Hoa Quốc sẽ trỗi dậy. Chương 1666 xem ra các nước Âu Lục sớm đã lĩnh giáo sự đáng sợ của Hoa Quốc rồi. Lúc này, cả thế giới đều chịu sự khống chế của lời hứa hẹn đó,
có thể nói chỉ cần cường giả ở cảnh giới thiên thần không xuất hiện, Đông Phương Ngạo Vũ có quyền khinh thường tất cả cường giả ở cảnh giới thiên vương. Chả trách Đông Phương Ngạo Vũ lại luôn bừng bừng khí thế, ngập tràn tự tin như vậy. Ngược lại Tiêu Chính Văn lúc này đã sử dụng hết mọi tuyệt kỹ, cậu ta còn có tư cách gì để chiến đấu với Đông Phương Ngạo Vũ nữa đây? Dù cho chúng ta không nhúng tay vào trận chiến này thì cũng chẳng có gì đáng lo. Thí thần nói tới đây thì quay đầu nhìn sang Vũ Thiên Tôn. Vũ Thiên Tôn khẽ lắc đầu nói, chỉ cần Tiêu Chính Văn chưa chết thì mọi chuyện chưa thể kết luận được gì. Hôm đó, khi tôi ở nước Lý cũng tin chắc rằng Tiêu Chính Văn nhất định sẽ chết, thế nhưng chuyện xảy ra sau đó ngay cả tôi cũng không muốn nhớ lại thêm nữa. Giọng nói của Vũ Thiên Tôn vô cùng trầm thấp, hai mắt chăm chăm quan sát những biến hóa xung quanh Tiêu Chính Văn. Một người có trái tim rồng kim long sẽ không bỏ mạng dễ dàng như thế đâu. Huống hồ trong cơ thể Tiêu Chính Văn lại có tới hai trái tim rồng. Lúc này, Đông Phương Ngạo Vũ đứng trên đỉnh núi Bách Nhật nhìn về phía Tiêu Chính Văn với nụ cười chế nhạo. Tới bây giờ, hắn lại càng thêm tự tin. Chỉ dựa vào sự lĩnh ngộ đối với trận pháp của bản thân cũng đã đủ để đàn áp bất cứ cường giả nào ở dưới cảnh giới thiên thần. Loại thực lực này, lẽ nào không phải là thứ mà Tiêu Chính Văn chỉ có thể ngước nhìn thôi hay sao? Tiêu Chính Văn, nếu như bây giờ anh đầu hàng, có lẽ tôi còn có thể tha cho anh một mạng, nếu như anh cứ một mực không chịu giác ngộ thì đừng trách tôi lật mặt vô tình. Dù gì chúng ta cũng đều là người Hoa Quốc, tôi không muốn để người ngoài nhìn thấy máu anh nhuộm đỏ cả ngọn núi này. Đông Phương Ngạo Vũ vừa nói xong lời này, mấy người Tần Vũ đồng loạt rơi vào trầm mặc. Đông Phương Thiếu không ra mặt can thiệp thì bất luận là Tần Vũ hay Tả Hàng Đồ cũng không có cách gì ngăn cản. Ý định của thiên tử là chỉ khi hai người ở cảnh giới thiên thần ra tay thì đại quân mai phục xung quanh mới triển khai hành động. Vấn đề là có lẽ chưa kịp đợi tới lúc cường giả ở cảnh giới thiên thần ra tay thì Tiêu Chính Văn đã rơi vào nguy hiểm rồi. Phải làm sao đây? Dù bây giờ trở về xin thiên tử quyết định thì cũng đã không còn kịp nữa. Huống hồ Đông Phương Ngạo Vũ đã không còn là cường giả ở cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao thông thường nữa, hắn một tay khống chế trời đất, dù cho có là một số cường quốc thì e rằng cũng không có ai dám điều động quân đội để giao chiến với hắn. Chương 1667 chỉ cần lật tay là có thể khiến cho sông núi đảo ngược, có thể khiến mặt đất chấn động, bầu trời ầm ầm sấm sét. Lấy sức mạnh tự nhiên để phục vụ cho mình. Đây rõ ràng giống như thủ đoạn của thần tiên. Vũ khí của quân đội có nhiều, có tiên tiến tới mức nào đi nữa thì bọn họ cũng chỉ là con người, hơn nữa còn là người bình thường. Với thành tựu hiện giờ của Đông Phương Ngạo Vũ, nếu như đột phá lên cảnh giới thiên thần thì sẽ là sự tồn tại có một không ai, thậm chí còn là cường giả siêu cấp có thể một mình đàn áp cả một quốc gia. Loại người giống như hắn. Dù có cho đội quân mấy trăm nghìn người mai phục xung quanh thì cũng có thể sẽ bị giết sạch, Tần Vũ cũng không dám hạ lệnh cho bọn họ xông lên. Bởi vì loại người này đã chính là vũ khí hạng nặng của đất nước. Chỉ cần đợi quốc vận của Hoa Quốc trỗi dậy, Đông Phương Ngạo Vũ sẽ có thể đột phá lên cảnh giới thiên thần, coi thường bốn phương. Chỉ cần giết anh thì tôi sẽ là cường giả thiên vương mạnh nhất, tôi sẽ có thể chứng minh với cả thế giới rằng Tiêu Chính Văn anh chỉ là một trò cười. Người mà bọn họ nên ngưỡng mộ thật sự là tôi. Là Đông Phương Ngạo Vũ tôi. Đông Phương Ngạo Vũ ngửa cổ cười lớn giống như Tiêu Chính Văn chỉ có thể bó tay chờ chết. Ở trước mặt Đông Phương Ngạo Vũ tôi, Tiêu Chính Văn anh là cái thá gì? Anh còn kém xa lắm, thậm chí anh còn chẳng hiểu trận pháp là cái gì, trái tim rồng kim long ở chỗ anh rõ ràng là lãng phí của trời. Trái tim rồng kim long chỉ nên thuộc về tôi. Nói xong, Đông Phương Ngạo Vũ lại ra tay. Quang đao sáng chói trong tay chém thẳng xuống đỉnh đầu Tiêu Chính Văn. Ánh sáng vô biên từ lưỡi dao thậm chí còn chói tới độ khiến cho những người ở trong phạm vi mấy cây số xung quanh đều không thể mở to mắt, tất cả đều quay đầu lại né tránh nguồn sáng mạnh mẽ đó. Mà Tiêu Chính Văn lúc này lại nở một nụ cười nhạt. Nụ cười đó khiến Vũ Thiên Tôn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Ngày hôm đó Tiêu Chính Văn cũng như vậy, chỉ nở một nụ cười y hệt. Sau đó từ trên người anh đột nhiên bạo phát ra một loại khí thế kinh người. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn giơ tay lên, con dao quân đội năm cạnh bay thẳng lên trời, đón lấy ánh sáng vô cùng chói mắt từ đao quang kia. Tiêu Chính Văn, đã tới nước này rồi, sự phản kháng của anh hoàn toàn chỉ là vô ích. Nói xong, Đông Phương Ngạo Vũ lại tăng thêm mấy phần sức lực. Mọi người xung quanh thậm chí có thể nhìn thấy hai bên quang đao,
một làn sóng khí giống như xương trắng không ngừng lóe lên. Điều này chứng tỏ, quang đao của hắn không chỉ có tốc độ cực nhanh mà sức lực thậm chí còn mạnh như thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Keng, đột nhiên, giữa không trung truyền đến âm thanh va chạm của kim loại. Con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn không giống như tưởng tượng của mọi người bị Đông Phương Ngạo Vũ đánh rớt xuống đất mà ngược lại nó còn đột nhiên bừng bừng ánh sáng. Chương 1668 lúc này, vào đúng chính ngọ, ánh sáng mặt trời trên bầu trời vô cùng chói mắt, thế nhưng mọi người lại nhìn thấy sao sáng dày đặc trên nền trời. Trời đất ơi, tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Bây giờ đang là ban ngày mà. Không phải chứ, lẽ nào đây là, đúng vào lúc này. Một tiếng rắc rất lớn vang lên, quang đao trong tay Đông Phương Ngạo Vũ đột nhiên vỡ vụn ra giống như thủy tinh. Chuyện này sao có thể? Không đúng, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Chỉ trong nháy mắt, con dao quân đội năm cạnh đã ném về phía Đông Phương Ngạo Vũ thêm lần nữa với một góc độ rất hiểm hóc. Đông Phương Ngạo Vũ vội vàng nghiêng mình tránh né, thế nhưng lúc này Tiêu Chính Văn đã tới ngay trước mặt Đông Phương Ngạo Vũ. Bốp! Tiêu Chính Văn tung ra một cú đấm đánh thẳng vào ngực của Đông Phương Ngạo Vũ. Cú đấm này thoạt nhìn bình thường không có gì kỳ lạ, thế nhưng sau khi Đông Phương Ngạo Vũ bị đánh trúng, vẫn còn chưa kịp hoàn hồn lại thì đã giống như một viên đạn bắn lên trên mặt đất. Cùng với một tiếng vang lớn kinh thiên động địa, cơ thể của Đông Phương Ngạo Vũ nặng nề đập xuống giữa tầng nham thạch, sau đó lại bắn ngược lên cao hơn 3 mét rồi mới nặng nề đáp đất. Khụ! Đông Phương Ngạo Vũ phun ra một ngụm máu lớn, lúc này hắn đâu còn dáng vẻ nhìn đời bằng nửa con mắt như vừa nãy nữa. Rõ ràng quá mức nhếch nhác, tất cả mọi người xem chiến đấu đều thốt lên những tiếng kinh hô. Đây đúng là kỳ tích, Tiêu Chính Văn lại đánh bại Đông Phương Ngạo Vũ. Không chỉ có bản thân Đông Phương Ngạo Vũ không dám tin, ngay cả mấy người Tần Vũ cũng sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, Tả Hàng Đồ còn không ngừng dụi mắt mình. Chuyện này là thật sao? Tôi không nhìn nhầm đấy chứ, Tả Hàng Đồ kích động nói. Phải biết rằng, vừa nãy Đông Phương Ngạo Vũ đã bộc phát toàn sức lực, sao giờ ngược lại còn không bằng lúc ban đầu vậy chứ? Đông Phương Thiếu kinh ngạc đứng bật dậy, Viên Sùng Long cũng toát mồ hôi đầm đìa như mưa. Tiêu Chính Văn quá đáng sợ, lần này ông ta công khai ủng hộ gia tộc Đông Phương, rõ ràng lại thêm một lần nữa đứng về phía đối lập với Tiêu Chính Văn. Sau trận quyết chiến hôm nay, Tiêu Chính Văn nhất định sẽ ra tay với nhà họ Viên. Phải làm sao đây? Làm thế nào bây giờ? Chương 1669 con người Viên Sùng Long đảo qua đảo lại, không ngừng nghĩ đối sách, thế nhưng ông ta có thể có đối sách gì đây? Lý Lộ Lộ phía trên bục cũng đờ đẫn y như vậy. Chuyện này tuyệt đối không thể nào, Đông Phương Ngạo Vũ có sức mạnh giống như thiên thần, sớm đã không còn là kẻ mà một võ sĩ thông thường có thể so bì được. Hắn giơ tay lên là vạn vật héo úa, sao có thể thua Tiêu Chính Văn được cơ chứ? Không, Đông Phương Ngạo Vũ khó nhọc bò từ dưới đất lên, phát ra một tiếng gầm đầy phẫn nộ. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Đây không phải sự thật. Lúc này, lòng tự tôn và vẻ cao ngạo của Đông Phương Ngạo Vũ đã bị cú đấm của Tiêu Chính Văn đánh nát vụn. Hắn mới là con cưng của trời, hắn mới là thiên vương mạnh nhất Hoa Quốc. Đông Phương Ngạo Vũ không cam tâm trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn. Lại siết chặt nắm đấm, nghiến răng ken két. Sao nào, trận pháp của anh không linh hoạt nữa à? Hay là anh không chấp nhận được nỗi đau của sự thất bại? Tiêu Chính Văn cười khẩy, lạnh lùng lên tiếng. Vừa dứt lời, anh đã bước tới trước mặt Đông Phương Ngạo Vũ, giơ tay giáng thêm một cú tát lên mặt hắn. Bốp, cùng với một tiếng vang lanh lảnh, cơ thể Đông Phương Ngạo Vũ giống như một con diều đứt dây, bay thẳng ra xa. Dầm! Lại một lần nữa ngã mạnh vào trong nham thạch, Đông Phương Ngạo Vũ hoàn toàn sửng sốt. Sao hắn có thể bị Tiêu Chính Văn đánh bại chứ? Sao hắn có thể thua Tiêu Chính Văn? Thế nhưng, không đợi hắn kịp hoàn hồn lại, tiếng bước chân của Tiêu Chính Văn đã truyền đến. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn cách mình chưa tới 5 bước chân, nhưng Đông Phương Ngạo Vũ đã cảm nhận được một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm. Không khí xung quanh dường như còn ngưng tụ cả xương trắng. Sát khí đó vô cùng mãnh liệt, Tiêu Chính Văn có ý định giết hắn. Không, Tiêu Chính Văn, anh không thể. Đông Phương Ngạo Vũ vội vàng đứng dậy, quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn, hắn là đệ tử thân truyền mà Hoa Sơn của xuống, hắn không thể thua. Chương 1670 hơn nữa, Tiêu Chính Văn còn thấp hơn hắn tận một cảnh giới,
một thiên vương 4 sao lại có thể đánh hắn không còn sức để mà đáp trả cơ chứ? Chỉ là Tiêu Chính Văn căn bản không cho hắn thời gian phản ứng, một tia sáng lướt ngang qua, con dao quân đội năm cạnh lại lao về phía Đông Phương Ngạo Vũ. Vào khoảnh khắc Đông Phương Ngạo Vũ cận kề cái chết, một màn ánh sáng lại xuất hiện ngay trước người hắn, màn ánh sáng này có thể giúp hắn ngăn cản bất cứ đòn tấn công nào. Dù là sự sức công phá của vũ khí hạt nhân thì cũng có thể hoàn toàn biến mất bên trong màn ánh sáng này. Thế nhưng lần này, con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn lại không giống như khi trước, gặp phải màn ánh sáng sẽ lập tức bay ngược trở lại mà trái lại màn ánh sáng trước người Đông Phương Ngạo Vũ lại vỡ vụn trong nháy mắt. Leng keng, trong nháy mắt, màn ánh sáng đó giống như một bức tường thủy tinh chia 5 x 7, còn con dao quân đội của Tiêu Chính Văn thì cắm thẳng vào cánh tay trái của Đông Phương Ngạo Vũ. Phập, con dao quân đội năm cạnh xuyên thẳng qua cánh tay của Đông Phương Ngạo Vũ, mang theo một tia máu rất dài bay ra xa mấy chục mét. Sau đó lại lao về phía cánh tay phải của Đông Phương Ngạo Vũ từ phía sau với một góc độ vô cùng quái dị. Phập, lần này, con dao quân đội năm cạnh xuyên qua cánh tay phải của Đông Phương Ngạo Vũ mà không có gì cản lại, mang theo tia máu bay về lại trong lòng bàn tay của Tiêu Chính Văn. Á, từ nhỏ tới lớn. Đây là lần đầu tiên Đông Phương Ngạo Vũ bị thương nặng như vậy. Hơn nữa, hắn là một đệ tử trận tông, từ nhỏ đã không giống như đệ tử võ tông phải trải qua nhiều khó khăn và thách thức tới thế. Cảm giác đau đớn đầy đọa này khiến hắn gào thét thảm thiết, tiếng kêu rên khổ sở vang vọng khắp cả ngọn núi. Tiêu Chính Văn, tao sẽ khiến mày chết không toàn thây. Lúc này, Đông Phương Ngạo Vũ đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng. Tóc hắn xóa tán loạn trên vai. Đôi mắt trợn trừng đỏ ngầu, khóe mắt đã rách toác, máu tươi chậm rãi rỉ ra từ trong khóe mắt. Vốn dĩ hắn còn cho rằng với thực lực của mình thì hoàn toàn có thể nhẹ nhàng khống chế được Tiêu Chính Văn, thậm chí còn có thể đè Tiêu Chính Văn xuống đất mà giày vò cho tới khi chết. Thế nhưng lúc này, ngược lại hắn mới là người bị Tiêu Chính Văn đánh đến mức thương tích đầy mình. Chương 1671 hắn vừa mới dứt lời, Tiêu Chính Văn đã tiến lên phía trước. Thẳng tay giáng thêm cho hắn một bạt tai nữa. Bốp, cú tát này vừa giáng xuống, Đông Phương Ngạo Vũ chỉ cảm thấy sao vàng bay tán loạn trước mắt, trên mặt chỉ còn cảm giác bỏng rát, ngay cả tai cũng vang lên âm thanh ù ù. Dù hắn là cường giả thiên vương long cấp 5 sao thì cũng bị Tiêu Chính Văn đánh đến mức không còn chút sức lực để đáp trả. Lúc này, Đông Phương Ngạo Vũ đã hoàn toàn không còn phong thái của một cao thủ như ban nãy. Thậm chí còn lao lên trước muốn túm lấy cổ áo của Tiêu Chính Văn. Chỉ là hắn vừa mới giơ tay ra thì đã bị Tiêu Chính Văn giáng thêm một bạt tai, ngã lăn xuống đất, thậm chí ngay cả mặt nham thạch cũng hình thành một cái hố lớn hình người. Đây chính là đệ tử của Hoa Sơn à? Xem ra đệ tử danh Sơn cũng chỉ tới thế mà thôi. Tiêu Chính Văn bật cười, liếc mắt nhìn Đông Phương Ngạo Vũ đang nằm sấp trên mặt đất, lạnh lùng lên tiếng. So với Tiêu Chính Văn, dù cảnh giới của Đông Phương Ngạo Vũ có cao tới đâu thì cũng còn thua kém xa lắm. Cả đời Tiêu Chính Văn, chiến công nhiều vô kể, mà vẫn thường lấy ít thắng nhiều, đảo bại thành thắng. Đối với Tiêu Chính Văn mà nói, nghịch cảnh chính là cơ hội rèn luyện, cũng là cơ hội khảo nghiệm. Thế nhưng đối với một kẻ từ nhỏ đã lớn lên dưới sự che chở của sư môn như Đông Phương Ngạo Vũ thì đó chính là trời long đất lở. Mà câu nói đệ tử danh Sơn cũng chỉ tới thế của Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn làm tổn thương lòng tự tôn của Vũ Thiên Tôn. Tiêu Chính Văn, hôm nay tao nhất định sẽ giết mày. Tuy nhiên, tiếng chửi rủa của Đông Phương Ngạo Vũ chỉ nhận lại một cú tát rất kêu coi như đáp lời của Tiêu Chính Văn. Bốp bốp bốp, liên tiếp 3 cú tát nặng nề giáng lên trên mặt Đông Phương Ngạo Vũ, đánh đến mức xương gò má của Đông Phương Ngạo Vũ lõm hết cả vào trong. Ông thương, mau cứu cậu chủ Đông Phương đi. Nếu không còn đánh tiếp nữa thì cậu chủ Đông Phương sẽ phải bỏ mạng mất. Trình Chí Long vội vàng cầu xin Thương Nhan Bách. Thương Nhan Bách nghiến răng nghiến lợi, cụ ta cũng rất muốn tiến lên trước cầu xin, thế nhưng vấn đề là Tiêu Chính Văn có nể mặt cụ ta hay không? Nếu như Tiêu Chính Văn quả quyết từ chối, vậy thì Hoa Sơn đâu còn thể diện nữa. Ông Thương, không thể đợi thêm được đâu. Trình Chí Long vội vàng nhìn Thương Nhan Bách nói. Chương 1672 Thương Nhan Bách thấy Đông Phương Ngạo Vũ bị đánh thảm hại như một con chó chết, mặc dù trong lòng vô cùng thất vọng, nhưng dù gì hắn cũng là đệ tử thân truyền của Hoa Sơn. Nghĩ tới đây, cụ ta vội vàng đứng dậy gào lên, Tiêu Chính Văn, dừng tay. Cho dù thế nào,
Đông Phương Ngạo Vũ cũng không thể chết ở Long Kinh, nếu không Hoa Sơn sẽ càng thêm mất mặt. Vì vậy, Thương Nhan Bách mới không màng mặt mũi, đứng lên ngăn cản Tiêu Chính Văn. Thấy Thương Nhan Bách tự đứng lên cầu xin, Đông Phương Ngạo Vũ như nhìn thấy một tia hy vọng. Đông Phương Ngạo Vũ và người của bốn gia tộc lớn thầm thở phào nhẹ nhõm. Có ông Thương ra mặt, Tiêu Chính Văn còn không nể mặt sao? Dù đại trưởng lão của Võ Tông đến thì cũng phải gọi Thương Nhan Bách một tiếng ông Thương. Tả Hàng Đồ nhìn càng thêm thích thú, ước gì Tiêu Chính Văn có thể đấm chết tên khốn Đông Phương Ngạo Vũ. Nhưng sau khi nghe thấy giọng Thương Nhan Bách cắt ngang, ông ta khẽ nhíu mày, quay sang nói với Tần Vũ đang đầy vẻ lo lắng, lão già kia là ai vậy? Câm miệng, Tần Vũ vội vàng che miệng Tả Hàng Đồ lại, nhỏ giọng nói, đó là người đại diện của Hoa Sơn tung hoành trong giới thế tục. Ông ăn nói cẩn thận, tuy thực lực của ông ta không cao, nhưng lại có lai lịch phi phàm, đắc tội với người này tương đương với việc đắc tội với cả Hoa Sơn. Nghe Tần Vũ nói vậy, Tả Hàng Đồ hít sâu kinh hãi. Một Đông Phương Ngạo Vũ đã đủ đáng sợ, cả Hoa Sơn thì chẳng phải khiến người ta chết khiếp sao. Lập tức, ông ta nhìn Đông Phương Ngạo Vũ với vẻ không can tâm. Nếu lão già này có lai lịch lớn như vậy thì chắc Tiêu Chính Văn cũng chỉ có thể nhượng bộ thôi. Tả Hàng Đồ nghĩ đến đây liền nắm chặt tay lại. Ông là ai? Lúc này, Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn Thương Nhan Bách, lạnh giọng hỏi. Đồng thời anh nhấc chân lên, dùng lực giẫm mạnh vào mặt Đông Phương Ngạo Vũ, ép mặt hắn vào tảng đá. Vì xương gò má đã nát bét nghiêm trọng nên lúc này khuôn mặt Đông Phương Ngạo Vũ đã biến dạng, nhìn từ xa trông như một quả hồ lô mọc trên cổ. Tôi là người đại diện của Hoa Sơn tung hoành trong giới thế tục Thương Nhan Bách. Bây giờ, tôi ra lệnh cho cậu lập tức thả cậu ta ra. Cuộc so tài ngày hôm nay, coi như hòa. Thương Nhan Bách dùng giọng điệu không hề khách khí để ra lệnh. Cái gì, bỏ qua cho hắn ư? Kết thúc hòa, Tiêu Chính Văn cười khẩy đáp, ông là cái thá gì chứ? Người đại diện của Hoa Sơn tung hoành trong giới thế tục thì có thể tùy tiện ra lệnh cho người khác sao? Chương 1673 ông nghĩ đây là Hoa Sơn của ông sao? Đây là Long Kinh. Đây là đất của thiên tử. Đừng nói ông là người đại diện của Hoa Sơn tung hoành trong giới thế tục, cho dù trưởng môn của Hoa Sơn đến thì cũng không có quyền lên tiếng ở đây. Hơn nữa, lúc nãy hắn đã định giết tôi. Sao thế, Hoa Sơn các người dám đứng ra là muốn tôi tha cho hắn à? Còn muốn tôi kết trận hòa? Ha ha ha, thật nực cười. Thì ra Hoa Sơn các người lại vô liêm sỉ, không biết xấu hổ đến vậy sao? Cậu, Thương Nhan Bách tái mặt khi bị Tiêu Chính Văn mắng chửi, cụ ta chỉ vào mũi Tiêu Chính Văn, đứng cả nửa ngày không nói nổi một chữ. Cụ ta đã tung hoành ngang dọc gần 60 năm, ai dám không nể mặt cụ ta chứ? Ngay cả Võ Thí Thiên nhìn thấy cụ ta cũng phải gọi một tiếng ông Thương. Vậy mà không ngờ Tiêu Chính Văn còn trẻ như vậy lại dám không coi cụ ta ra gì. Tiêu Chính Văn, cậu có biết Đông Phương Ngạo Vũ là đồ đệ đứng đầu của Hoa Sơn Trận Tông? Cậu dám lấy mạng cậu ta thì Hoa Sơn sẽ quyết sống chết với cậu. Thương Nhan Bách lạnh lùng đe dọa. Quyết sống chết, Tiêu Chính Văn chế nhạo, tôi tha cho hắn thì ông sẽ tha cho tôi sao? Dù sao cũng phải chết, ông là cái thá gì? Loại hèn hạ thấp kém, vô liêm sỉ mà còn muốn dùng Hoa Sơn để đe dọa Tiêu Chính Văn tôi sao? Đúng là nằm mơ, cậu dám, Thương Nhan Bách vô cùng tức giận, cụ ta đã bị mắng chửi là đồ hèn hạ thấp kém bao giờ đâu cơ chứ? Bởi vì ngọn lửa giận bùng cháy, cụ ta bỗng quên mất cảnh giới thực lực của mình, sải bước xông lên đỉnh núi Bách Nhật, giơ tay định tát Tiêu Chính Văn. Nhưng trước khi cú tát của cụ ta hạ xuống thì đã nhận cú tát đau điếng của Tiêu Chính Văn. Bộp, một âm thanh to giòn giã vang vọng khắp đỉnh núi. Chỉ thấy cổ Thương Nhan Bách vẹo sang một bên, lúc khuôn mặt cụ ta lọt vào tầm mắt của mọi người thì trên mặt đã in dấu tay đỏ sẫm. Cú tát này không mạnh. Nhưng lại vô cùng nhục nhã. Dấu tay đỏ hằn này ước chừng khoảng 3 tháng sẽ không thể phai nhạt. Cú tát này của Tiêu Chính Văn đánh vào mặt Thương Nhan Bách, cũng đồng nghĩa với việc đánh vào mặt Hoa Sơn. Danh Sơn thì sao chứ? Khi Hoa Quốc gặp nguy nan, khi năm nước liên minh vây hãm Long Kinh, mấy đại danh Sơn đang ở đâu? Khi vô số người dân Hoa Quốc bị tàn sát đẫm máu, người của danh Sơn ở đâu? Vậy mà bây giờ lại muốn đứng lên thể hiện sức mạnh rồi ra lệnh cho Tiêu Chính Văn. Cậu dám đánh tôi? Chương 1674 Thương Nhan Bách ôm mặt, tức đến nỗi môi run lên,
lạnh lùng hỏi. Tiêu Chính Văn liếc nhìn Thương Nhan Bách, hờ hững nói, tôi cho ông 3 giây, nếu không cút, tôi sẽ khiến máu ông văng xa 5 bước. Cút, chứ cút này giống như tiếng sét vang dội, khiến màng nhĩ của Thương Nhan Bách vô cùng đau nhức. Mặc dù Thương Nhan Bách rất muốn lấy lại danh dự, nhưng khi nhìn thấy sát khí trong ánh mắt Tiêu Chính Văn, cụ ta bất giác lùi về phía sau. Cụ ta không muốn chết, càng không muốn chết trong tay một thanh niên như Tiêu Chính Văn. Cú tát ngày hôm nay cụ ta nhất định sẽ trả lại cho Tiêu Chính Văn. Cụ ta không tin, sau khi trở về Hoa Sơn, gây ra đủ chuyện như vậy mà Tiêu Chính Văn còn có thể sống qua một tháng. Lúc này, cơ thể Đông Phương Ngạo Vũ be bét máu, mặt hắn đã bị Tiêu Chính Văn dẫm đạp đến mức biến dạng, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đế giày của Tiêu Chính Văn từ khóe mắt, điên cuồng hét lên, Tiêu Chính Văn. Tao không phục, tao không phục, không phục ư, Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu, sau đó từ từ nâng chân lên, nhấc Đông Phương Ngạo Vũ dậy. Anh cho rằng chỉ có anh biết trận pháp sao? Anh cho rằng trận pháp là của Hoa Sơn các người sao? Anh nhìn cho rõ đi, Tiêu Chính Văn nói xong liền duỗi tay ra, sau đó lật nhẹ lòng bàn tay. Lúc này, cảnh tượng nước Lý ngày hôm đó lại một lần nữa xuất hiện. Trong bán kính đỉnh núi Bách Nhật mấy chục cây số lập tức biến thành đêm đen, ngay cả một ngôi sao cũng không thấy. Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Lập tức, một tia sáng lóe lên, trên bầu trời đêm xuất hiện một thanh kiếm khổng lồ, cực kỳ chói mắt. Giờ phút này, không thể diễn tả đơn giản bằng sự thay đổi của mây gió nữa, mà là đang đảo lộn cả thế giới. Thế nào mới là trận pháp thật sự? Trận pháp của ai cao minh hơn? Đã không còn gì phải bàn cãi nữa. Tiêu Chính Văn giơ tay lên đã có thể che giấu các ngôi sao trên bầu trời, khiến mặt trời và mặt trăng mất đi ánh sáng, đây là phương pháp gì? Động tác đơn giản khiến vạn vật khô héo của Đông Phương Ngạo Vũ sao có thể so sánh được chứ? Lúc này, Tiêu Chính Văn đứng vô cùng oai phong, khí thế kiêu ngạo trước sông núi vạn dặm, tựa như thiên quân giáng thế. Không, không thể nào, sao mày có thể biết trận pháp cao thâm như vậy chứ? Mày không phải là đệ tử danh sơn, càng không phải là bậc thầy nổi danh, tuyệt đối không thể. Tao không tin, tao không tin, tao mới là con của trời trăm năm hiếm gặp. Đông Phương Ngạo Vũ vừa hét, vừa lắc đầu nguầy nguậy. Bây giờ đã nhìn rõ chưa? Đây mới là trận pháp thật sự. Cái mà anh gọi là trận pháp, chỉ là trình độ trẻ con thôi. Tiêu Chính Văn chế nhạo. Không, không thể nào. Vũ Thiên Tôn đã đích thân nói với hắn rằng Tiêu Chính Văn và Quang Minh Tôn đã hòa, cuối cùng là Tiêu Long đã đánh bại Quang Minh Tôn và đưa Quang Minh Tôn về Hoa Quốc. Nghĩ đến đây, Đông Phương Ngạo Vũ đột nhiên quay đầu lại nhìn Vũ Thiên Tôn, gào lớn, ông lừa tôi. Chương 1675 nghe vậy, Vũ Thiên Tôn cũng quay đầu lại, cố ý tránh ánh mắt của Đông Phương Ngạo Vũ. Lúc này, bầu trời đầy sao lại xuất hiện, sau đó vật đổi sao rời. Mặt trời lại chiếu sáng xuống mặt đất, như thể mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đông Phương Ngạo Vũ không can tâm gầm lên một tiếng. Sao mày cũng biết trận pháp này? Mày không phải là đệ tử của môn phái tiếng tăm nào, cũng không có sư phụ nổi danh truyền thừa. Việc này không có khả năng, sự lĩnh ngộ của mày không thể tốt như vậy được. Lòng tự trọng của Đông Phương Ngạo Vũ lúc này đã bị Tiêu Chính Văn đập nát. Tất cả mọi người xung quanh cũng choáng váng. Trận pháp Tiêu Chính Văn bày ra, không chỉ Đông Phương Ngạo Vũ chưa từng thấy mà ngoại trừ Vũ Thiên Tôn và Tiêu Long, tất cả mọi người đều chưa từng gặp. Cho nên mới nói, trong mắt của tôi, anh thật sự quá kém cỏi. Tiêu Chính Văn thản nhiên nói. Không đúng, không thể nào, chẳng phải Vũ Thiên Tôn từng nói mày và Quang Minh Tôn chỉ ngang nhau thôi sao? Đông Phương Ngạo Vũ khàn giọng giống lên. Anh thật sự là quá ngây thơ, nếu tôi thật sự hòa với Quang Minh Tôn thì anh cho rằng Quang Minh Tôn sẽ bị đánh đến tàn phế sao? Sẽ bị dẫn về Hoa Quốc một cách suôn sẻ thế à? Tiêu Chính Văn liếc xuống nhìn Đông Phương Ngạo Vũ. Người này không chỉ thua kém về sự lĩnh hội mà còn kém quá xa về kinh nghiệm xã hội. Có điều cũng khó trách, dù sao trong 20 năm qua Đông Phương Ngạo Vũ rất hiếm khi rời khỏi Hoa Sơn. Ở với đám anh em suốt ngày thì lấy đâu ra kinh nghiệm xã hội. Chuyện của Quang Minh Tôn có thể nói là khiến Vũ Thiên Tôn mất hết mặt mũi. Cho đến nay, khắp Âu Lục đều tin rằng hai người Tiêu Chính Văn và Quang Minh Tôn bất phân thắng bại, sau đó Quang Minh Tôn bị Vũ Thiên Tôn dẫn đi.
Chuyện này không chỉ liên quan đến thể diện của Vũ Thiên Tôn, mà còn liên quan đến uy tín của phái Quang Minh ở Âu Lục. Vì vậy, rõ ràng trước đây thông qua điều tra Đông Phương Ngạo Vũ biết rõ được rằng Quang Minh Tôn đã bị bí mật đưa về Hoa Quốc, nhưng lại nghe thấy một phiên bản khác từ miệng Vũ Thiên Tôn. Nếu đem ra so sánh, hắn đương nhiên tin tưởng Vũ Thiên Tôn hơn. Dù sao giữa Hoa Sơn và phái Quang Minh cũng có hiệp ước đồng minh. Anh cho rằng ông tôi sẽ nói cho anh sự thật sao? Chương 1676 Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng nói. Khi Đông Phương Tiếu nghe thấy điều này, cụ ta cũng liếc nhìn Vũ Thiên Tôn với ánh mắt thù hận. Nếu không phải do Vũ Thiên Tôn thì nhà họ Đông Phương sẽ không mất đi một người xuất sắc như vậy. Phải biết rằng, Đông Phương Ngạo Vũ là một tài năng hiếm có trong gia tộc Đông Phương. Hừ, Tiêu Chính Văn, tao nói cho mày biết, cho dù mày có giết tao, bản thân mày cũng không có kết cục tốt đẹp đâu. Mày và người nhà của mày đều sẽ bị Hoa Sơn báo thù. Đông Phương Ngạo Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Anh yên tâm đi, cho dù là Hoa Sơn hay nhà họ Đông Phương, tôi cũng không sợ. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa liếc mắt nhìn Đông Phương Tiếu. Đông Phương Tiếu siết chặt hai nắm đấm, nếu như trước kia cụ ta còn có đủ tự tin để đấu với Tiêu Chính Văn, nhưng lúc này, dù có cho cụ ta thêm hai lá gan cũng không dám nhìn lại Tiêu Chính Văn. Không phải anh luôn miệng nói tôi không đủ tư cách so sánh với anh hay sao? Vậy anh chết dưới trận pháp mình tự đắc nhất đi. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa vung lên một nắm đấm, hung hăng đấm mạnh vào mặt của Đông Phương Ngạo Vũ. Nắm đấm này hoàn toàn khác với những lần trước, Tiêu Chính Văn cũng học theo cách của Đông Phương Ngạo Vũ, kết hợp cả trận pháp và các kỹ năng võ thuật. Vậy nên, nắm đấm này tưởng chừng đơn giản, mà thực sự có uy lực rất lớn, có thể so với một quả đạn pháo. Bộp, khuôn mặt của Đông Phương Ngạo Vũ đã bị đánh đến mức hoàn toàn biến dạng, máu tươi lập tức tràn ra, đau đớn đến mức không thể nói được lời nào. Ngay lập tức, Tiêu Chính Văn lại tiếp tục giáng xuống vài cú đấm nữa, lúc này, Đông Phương Ngạo Vũ đừng nói đến việc đánh trả, hắn thậm chí còn không có sức để giơ tay ngăn lại. Mặc dù hắn cũng thành thạo về trận pháp, nhưng sự hiểu biết về trận pháp của hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Sau khi mất đi ánh sáng vàng bảo vệ cơ thể, Đông Phương Ngạo Vũ hoàn toàn không thể đỡ nổi những cú đấm của Tiêu Chính Văn, hơn nữa hắn cũng không dám đỡ. Bịch, lại là một cú đấm nữa, cơ thể Đông Phương Ngạo Vũ giống như cánh diều đứt dây, rơi thẳng từ đỉnh núi Bách Nhật, đập mạnh xuống mặt đất một tiếng nặng nề. Tao không phục, Tiêu Chính Văn, mày là cái thá gì? Tao mới là đệ tử thân truyền của Hoa Sơn Trận Tông. 15 tuổi tao đã có thể chém chết cường giả cảnh giới chủ soái, lúc đó mày còn đang hưởng vinh hoa phú quý ở nhà họ Tiêu. Mới 18 tuổi, tao đã có thể giết chết cao thủ của cảnh giới thiên vương một sao, mày xứng để so sánh với tao sao? Chương 1677 đáp lại hắn, chỉ có những nắm đấm của Tiêu Chính Văn. Cú đấm này giáng xuống, máu Đông Phương Ngạo Vũ đầm đìa nhễ nhại. Nhưng Tiêu Chính Văn lại càng vô tình nện những đòn nặng nề lên người Đông Phương Ngạo Vũ, cơn giận khiến anh càng đánh càng hăng. Thậm chí anh còn giải phóng hơi thở vô cùng mạnh mẽ của Thiên Vương Long cấp 5 sao, bày ra tư thế chuẩn bị phản công. Tiêu Chính Văn, mày không thể là đối thủ của tao. Tao có trận pháp vô tướng bảo vệ cơ thể, lại có bí thuật của trận pháp hỗn thiên. 3 năm trước tao đã đạt tới sức mạnh của cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao. Mày dựa vào đâu mà đấu với tao? Dựa vào đâu mà phái Quang Minh đều để ý đến mày? Dựa vào đâu mà ngay cả nhân vương trong kim tự tháp cũng quan tâm tới mày? Mày hoàn toàn không có khả năng so sánh với tao. Về xuất thân, tao là người thừa kế nhà họ Đông Phương. So về tông môn, tao là đệ tử thân truyền của Hoa Sơn. Mày có gì hả? Mày chẳng có thứ gì cả. Lúc này, Đông Phương Ngạo Vũ không thể nhẫn nhịn được nữa. Nói ra hết những lời chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Lời này vừa thốt ra, ngay cả đám người Tần Vũ đều sửng sốt. Theo lời Đông Phương Ngạo Vũ nói, lẽ nào vị nhân vương của nước Lý vẫn luôn chú ý đến Tiêu Chính Văn? Phái Quang Minh cũng đang theo dõi Tiêu Chính Văn ư? Được cao thủ cấp nhân vương quan tâm theo dõi, quả thật là một cơ duyên trời ban. Với bất kỳ người nào đạt cảnh giới thiên vương mà nói, đây chính là chuyện không thể cưỡng cầu mà chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Sở dĩ Đông Phương Ngạo Vũ nhất quyết phải giết Tiêu Chính Văn, hoàn toàn không phải vì mối thù giữa nhà họ Đông Phương và Tiêu Chính Văn. Có thể nói,
Từ khi hắn bước vào cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao, nhà họ Đông Phương đối với hắn mà nói đã trở nên rất nhỏ bé. Trên dưới Hoa Quốc, có rất ít người đạt tới cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao, thậm chí là trên đầu ngón tay. Mà hắn lại là người trẻ nhất trong số họ, tương lai sau này của hắn sao có thể đơn giản chỉ là một nhà họ Phương Đông. Nhưng vào lúc này, hắn lại bị Tiêu Chính Văn dẫm dưới chân, thậm chí còn không có sức đánh trả. Vì vậy, Đông Phương Ngạo Vũ không can tâm. Cho dù bị một cú đấm của Tiêu Chính Văn làm gãy mấy chiếc xương sườn, hắn vẫn cố vùng vẫy bỏ ra khỏi cái hố hình người, lảo đảo đi về phía trước vài bước, thậm chí còn không thể đứng vững. Anh quả thực phi thường, nhưng mà... Chương 1678 Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, anh không nên so đo với tôi cũng không có hứng thú so đo với anh. Cái gọi là sự quan tâm của nhân vương mà anh nói, ở trong mắt tôi không đáng một xu. Hơn nữa, còn có một chuyện, coi như là lời khuyên cuối cùng tôi dành cho anh, sức mạnh không nên dựa vào việc được người khác tâng bốc, cũng không dựa vào việc ai đang quan tâm anh, chỉ có thể từng bước nâng cao mà thôi. Mọi việc đều phải dựa vào chính mình. Ngay khi lời nói của Tiêu Chính Văn vừa dứt, bóng dáng của anh lóe lên và bay từ trên đỉnh núi Bách Nhật xuống, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Đông Phương Ngạo Vũ. Sau đó Tiêu Chính Văn vung tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một luồng sáng vàng, đồng thời cũng tung nắm đấm ra. Cùng với một tiếng vang rất lớn, Đông Phương Ngạo Vũ ho khụ một tiếng, hộc ra một ngụm máu lớn, bên trong còn mang theo vô số mảnh vỡ nội tạng. Đáng tiếc cho trận pháp lưu truyền tốt như vậy của Hoa Sơn, e rằng bọn họ lại phải bồi dưỡng một người kế thừa trận tông khác rồi. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu, thở dài nói. Mặc dù Đông Phương Ngạo Vũ quả thực không đáng để nhắc đến, thế nhưng mấy trận pháp ban nãy của Đông Phương Ngạo Vũ cũng có sức mạnh vô cùng lớn trong mắt Tiêu Chính Văn. Có thể nói, tới tận bây giờ Tiêu Chính Văn cũng chưa thể lĩnh hội được rốt cuộc màn ánh sáng đó được bộc lộ ra như thế nào. Hơn nữa Tiêu Chính Văn tin rằng, nếu như bản thân có thể nắm bắt được trận pháp làm ra màn ánh sáng đó thì nhất định có thể phát huy được uy lực lớn hơn. Thế nhưng đáng tiếc là anh không phải là đệ tử Hoa Sơn, cũng không thể có được cách thức thực hiện loại trận pháp thần kỳ này. Mày đang có ý gì? Lẽ nào mày đang nói tao rất tầm thường sao? Đông Phương Ngạo Vũ gầm lên đầy phẫn nộ. Tao là người được chọn làm đệ tử thân truyền của trận tông trong vô số đệ tử Hoa Sơn, mày dựa vào đâu mà nói tao tầm thường? Đông Phương Ngạo Vũ trợn tròn mắt, hắn là con cưng của trời, hắn không phải dòng dõi tầm thường. Không phải tôi nói anh tầm thường, mà là anh thật sự rất tầm thường. Tiêu Chính Văn đáp lời, lại giáng thêm một cú đấm nữa xuống, cùng với một tiếng vang cực lớn, một làn sóng khí cứ thế bao phủ khắp không gian. Ngay cả đỉnh núi Bách Ngật cũng khẽ rung lên giống như sắp đổ sụp xuống. Đám người thích hóng chuyện bên dưới nhao nhao tháo chạy ra xa. Sợ rằng đỉnh núi Bách Nhật sụp đổ xuống thì sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Bốp! Chương 1679 Tiêu Chính Văn lại giáng thêm một cú đấm nữa. Cùng với màn khói bụi dâng lên cao mờ mịt, Đông Phương Ngạo Vũ bị đánh thụt hẳn vào trong một cái hố lớn hình người. Chỉ là Đông Phương Ngạo Vũ vẫn còn chưa kịp vùng vẫy đứng dậy thì đã bị Tiêu Chính Văn giơ chân đạp thẳng xuống phần bụng dưới. Anh là đệ tử của Hoa Sơn thì đã sao? Anh là người kế thừa trận tông thì thế nào? Tiêu Chính Văn vừa nói vừa khởi động trận pháp, lúc này, trên bầu trời đột nhiên lóe lên một điểm sao sáng. Mà ánh sao đó giống như từ trên 9 tầng mây rớt xuống, lao thẳng về phía Đông Phương Ngạo Vũ. Ánh sao đó giống như một mũi tên lao thẳng về phía Đông Phương Ngạo Vũ, sinh mạng của hắn cũng sắp sửa đi tới hồi kết. Khoảnh khắc này, Đông Phương Ngạo Vũ thật sự hoang mang. Hắn không dám tưởng tượng Tiêu Chính Văn lại thật sự dám giết chết mình ngay trước đám đông. Không, đừng, đừng mà, Đông Phương Ngạo Vũ giơ cao hai tay lên, nhắm chặt hai mắt lại, hắn thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào ánh sao với cái đuôi dài ngoằng kia. Lúc này hắn hoàn toàn sụp đổ, Tiêu Chính Văn lại có thể sử dụng sức mạnh của sao trời thứ khó nắm bắt nhất trong số các loại sức mạnh tự nhiên bất kỳ lúc nào. Đây rõ ràng là một điều quá mức khủng khiếp. Dù có là sư phụ của Đông Phương Ngạo Vũ thì cũng không có thực lực và trình độ sử dụng trận pháp như vậy. Ánh sao sáng đó rơi từ trên 9 tầng mây xuống, đồng thời cũng mang theo tiếng vang ầm ầm, giống như một ngôi sao băng sắp chạm vào mặt đất. Khi nhìn thấy Đông Phương Ngạo Vũ sắp chết dưới tay Tiêu Chính Văn, cuối cùng Đông Phương Thiếu cũng không nhịn được nữa, vội vàng đứng ra gào lên về phía Tần Vũ, Tần Vũ.
Cậu cũng biết quốc vận của Hoa Quốc sắp trỗi dậy, Vũ Nhi sắp trở thành một trong số những cường giả thiên thần của Hoa Quốc chúng ta. Vũ Nhi mà chết thì Hoa Quốc sẽ mất đi một cường giả thiên thần. Cậu còn không mau ngăn cậu ta lại. Ông Đông Phương, tôi không nghe lầm đấy chứ. Vừa nãy ông đã nói gì? Bây giờ lại muốn ngăn cản trận chiến của bọn họ sao? Xin lỗi nhé, đã quá muộn rồi. Tần Vũ cười khẩy, thậm chí còn không buồn nhìn Đông Phương Tiếu thêm một lần. Tần Vũ, cậu có biết rằng đại thế sắp bắt đầu rồi, tới lúc đó cường giả ở cảnh giới thiên thần của các nước đều sẽ tham gia vào mọi việc trong thế tục, khi đó Hoa Quốc không có cường giả cấp thiên thần chấn giữ, quốc gia sẽ lâm nguy mất thôi. Đông Phương Tiếu cố gắng nói lý. Nghe thấy tin này, Tần Vũ thì chẳng sao, ngược lại Tả Hàng Đồ lại bị dọa sợ không ít. Chương 1680 cường giả cảnh giới thiên thần vẫn luôn bị cưỡng chế nhu cầu, không được tham gia vào việc trong thế tục. Nếu như một ngày nào đó cánh cửa đó được mở ra thì hiện giờ người có thể đột phá lên cảnh giới thiên thần của Hoa Quốc thật sự không đủ. Hừ, dù đột phá lên cảnh giới thiên thần thì vua Bắc Lương cũng sẽ mạnh hơn thằng cháu nhà họ Đông Phương mấy người. Tần Vũ lạnh lùng đáp lại một câu. Dù anh ta thật sự đi khuyên nhủ Tiêu Chính Văn như lời Đông Phương Tiếu thật đi chăng nữa thì vấn đề là có thể khuyên được hay không? Tiêu Chính Văn là ai cơ chứ? Là người mà ngay cả thiên tử cũng phải nể mặt vài phần, bảo Tần Vũ thủ vai xấu này sao? Không có cửa đâu, không sai, Tổng Tư lệnh Tần không thể không nghĩ cho cường giả thiên thần trong tương lai của Hoa Quốc chúng ta, cả một tổn thất lớn đấy. Viên Sùng Long cũng hùa theo. Hừ, mấy người không cần phải nói gì nữa đâu, bốn gia tộc lớn cũng được, gia tộc Đông Phương cũng được, trừ phi mấy người có thể xin được thánh chỉ. Còn không thì chuyện ngày hôm nay Tần Vũ tôi tuyệt đối sẽ không lắm lời. Tần Vũ quả quyết từ chối. Lúc mọi người đang nói chuyện, một ánh sao vô cùng chói lọi đột nhiên rơi xuống, chói mắt tới mức tất cả đều phải nhắm mắt lại. Ánh sao vô cùng chói mắt đó lập tức bao phủ cả đỉnh núi Bách Nhật trong một màn ánh sáng trắng. Một luồng sức mạnh long trời lở đất tỏa ra, ánh sao sáng chói lóa mắt cũng theo đó lan rộng, lúc này lại nhìn vào trong cái hố lớn hình người đằng kia. Đông Phương Ngạo Vũ đã hóa thành bột mịn. Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, ngay cả cho tàn cũng bị thổi lên giữa không trung. Vũ Thiên Tôn vô cùng kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Nếu như nói lần trước Tiêu Chính Văn chỉ dọa cụ ta, vậy thì lần này Tiêu Chính Văn quả thực đã mang tới cảm giác chấn động rất lớn cho cụ ta. Đây mới thật sự là thông qua trận pháp, mang tới sức mạnh của sao trời từ tận 9 tầng mây, tiêu diệt Đông Phương Ngạo Vũ chỉ trong nháy mắt. Đám người nhà họ Đông Phương đồng loạt há hốc mồm, trong ánh mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Viên Sùng Long càng ân hận hơn, Đông Phương Ngạo Vũ ban nãy vẫn còn ngông nghênh không coi ai ra gì, chớp mắt một cái đã trở thành một đống cho tàn bay lên không trung. Người của hai gia tộc lớn cũng run bần bật, Lý Lộ Lộ vô cùng kinh ngạc trợn mắt nhìn Tiêu Chính Văn. Trước đây, trong mắt cô ta, Tiêu Chính Văn hoàn toàn không có cửa để so bì với người đàn ông của cô ta. Tiêu Chính Văn chẳng qua chỉ là một hòn đá ngáng chân Đông Phương Ngạo Vũ trên đường đi mà thôi. Chương 1681 thế nhưng thật không ngờ, trận quyết đấu mà Đông Phương Ngạo Vũ dồn tâm sức thể hiện lại có kết cục là hắn bị Tiêu Chính Văn đánh bại hoàn toàn. Người nhà họ Đông Phương, chuyện ngày hôm nay, nhà họ Đông Phương mấy người nhất định phải cho ba nhà chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng. Không chỉ có nhà họ Viên bị nhà họ Đông Phương kéo xuống nước. Cả bốn gia tộc lớn đều vì Đông Phương Ngạo Vũ mà đứng về phía đối lập với Tiêu Chính Văn. Nếu như là một năm trước thì mọi chuyện vẫn còn dễ nói. Bốn gia tộc lớn có căn cơ thâm sâu phức tạp, gần như nắm giữ tất cả Hoa Quốc. Thế nhưng hiện giờ, bốn gia tộc lớn đã không còn được như xưa. Thiên tử lại đang nhắm vào bốn gia tộc lớn mọi lúc, đối đầu với Tiêu Chính Văn thật sự không phải một hành động thông minh. Cả người Đông Phương Tiếu sụi lơ trên ghế. Còn Vũ Thiên Tôn và Thí Thần không hề chần chừ mà đứng bật dậy bỏ đi thẳng, thậm chí không ở lại đỉnh núi Bách Nhật thêm một giây nào. Rõ ràng, Phái Quang Minh đã buông bỏ nhà họ Đông Phương, còn về lời hẹn với Hoa Sơn thì cũng cần sửa đổi lại từ đầu. Lúc này, người vui nhất vẫn phải kể đến đám người nhà họ Lãnh. Lãnh Hàn Băng vô cùng kích động quay đầu lại nói với Lãnh Kế Hồng, chú, nhà họ Lãnh chúng ta, một bước lên trời rồi. Lãnh Kế Hồng cũng vô cùng xúc động nói, không sai. Sau ngày hôm nay, tên tuổi của cậu Tiêu sẽ gây chấn động toàn Hoa Quốc. Khống chế được bốn gia tộc lớn, nhà họ Lãnh chúng ta thật sự thoát khỏi vực thẳm rồi.
Lãnh Kế Hồng vừa nói vừa giơ tay lau mấy giọt nước mắt. Trận chiến trên đỉnh núi Bách Nhật bên ngoài Long Kinh lập tức lan truyền khắp cả nước. Tin tức Tiêu Chính Văn vung tay giết chết Đông Phương Ngạo Vũ cường giả cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao đã nhanh chóng truyền đến Giang Trung. Lúc này, rất nhiều thế gia đi theo tập đoàn Vi Nhan trước đó đều lần lượt cảm thấy may mắn. Nếu không, một khi Tiêu Chính Văn quay về, căn bản không cần Tiêu Chính Văn mở miệng, thì bọn họ cũng sẽ bị chèn ép đến chết. Trong biệt thự nhà họ Tiêu, một cô gái trẻ đang ngồi trên mép giường của Khương Vi Nhan lau nước mắt. Cô ấy tên Đàm Hiểu Linh, là một trong số ít bạn thân của Khương Vi Nhan. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Đàm Hiểu Linh đã đi du học. Một năm trước mới trở về Giang Lăng, trong khoảng thời gian đó còn giúp gia đình quản lý chuyện kinh doanh. Nhưng có chuyện không hay xảy ra vì nhan sắc xinh đẹp của Đàm Hiểu Linh. Vừa trở về Giang Lăng chưa đến một tháng, cô ấy đã được hai cậu chủ giàu có ở Giang Lăng để mắt tới. Hai cậu chủ này, một người được mệnh danh là Hoàng tử Giang Lăng tên Lý Tuyết Phi, còn một người là con trai của người giàu nhất Giang Lăng tên Lạc Thiếu Tông. Hai người họ thường xuyên thể hiện tình cảm của mình với Đàm Hiểu Lăng, nhưng đều bị Đàm Hiểu Linh từ chối một cách vô tình. Ban đầu, hai người bọn họ không nói gì nhiều. Chương 1682 nhưng sau một thời gian dài, hai người bọn họ tự yêu sinh hận, bắt đầu dùng mọi thủ đoạn để chèn ép việc kinh doanh của nhà họ Đàm. Trong vòng chưa đầy một tháng, chi nhánh do Đàm Hiểu Linh quản lý đã rơi vào đường cùng. Nhà họ Đàm cũng biết rõ chuyện này, mấy lần khuyên Đàm Hiểu Linh nghĩ thoáng một chút, sớm muộn gì cũng phải gả chồng, gả cho nhà họ Lý hay nhà họ Lạc đều không chịu thiệt. Nhưng Đàm Hiểu Linh luôn kiêu ngạo, sao có thể gả cho hai tên cậu chủ lười biếng này được chứ? Cuối cùng, cô ấy tức giận chạy đến Giang Trung. Lúc đến Giang Trung, lại nghe tin Khương Vi Nhan đang ở nhà dưỡng thai, nên mới đến nhà họ Tiêu. Nghe Đàm Hiểu Linh than khóc xong, Khương Vi Nhan cũng thấy đồng cảm. Nhưng dù sao cũng chỉ là phận nữ, cho dù tức giận thì cũng có thể làm gì đâu. Bây giờ, người duy nhất có thể giúp Đàm Hiểu Linh, chỉ có Tiêu Chính Văn thôi. Hiểu Linh, cậu đừng lo, vài ngày nữa Chính Văn sẽ về. Mình thấy, đợi mình sinh xong, mình sẽ bảo Chính Văn cùng cậu trở về Giang Lăng nhé. Khương Vi Nhan cũng nghe nói về trận chiến giữa Tiêu Chính Văn và Đông Phương Ngạo Vũ. Chắc Tiêu Chính Văn sẽ về Giang Trung sớm thôi. Ngày sinh dự kiến của Khương Vi Nhan sẽ là 2 ngày sau, nên cô chỉ có thể đợi sau khi mình sinh xong, rồi mới bảo Tiêu Chính Văn ra mặt giúp Đàm Hiểu Linh giải quyết vấn đề lớn kia. Hai, anh ta đi thì có tác dụng gì chứ, dù sao thì đó là ở Giang Lăng chứ không phải Giang Trung, kỳ thật mình cũng chỉ là muốn than thở với cậu chút thôi, mấy ngày tới mình sẽ ở lại chăm sóc cậu. Đàm Hiểu Linh dịu dàng nói. Suy cho cùng cô ấy cũng chỉ là một người bình thường, cô ấy không hề quan tâm đến trận chiến giữa Tiêu Chính Văn và Đông Phương Ngạo Vũ, càng không biết đến chuyện đánh bại cường giả cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao là thế nào. Đàm Hiểu Linh vô cùng cảm kích khi Khương Vi Nhan nghĩ đến việc để Tiêu Chính Văn ra mặt giúp cô ấy giải quyết vấn đề. Mời cô dùng trà, lúc này, Độ Thiên Chân Nhân đích thân bưng một chén trà đến, đưa cho Đàm Hiểu Linh. Đàm Hiểu Linh lịch sự cảm ơn rồi đặt chén trà sang một bên. Sau đó gọt táo cho Khương Vi Nhan. Vừa gọt táo, Đàm Hiểu Linh vừa thắc mắc hỏi, Vi Nhan, thật không ngờ cậu đã có 2 đứa con rồi, gả đi sớm như vậy. Cậu không sợ, Đàm Hiểu Linh còn chưa kịp nói xong, Khương Vi Nhan đã lắc đầu cười nói, không sợ. Có anh ấy ở bên cạnh, mình không sợ gì hết. Hơn nữa, mình cảm thấy vô cùng may mắn khi được gả cho anh ấy. Trong lòng Khương Vi Nhan, Tiêu Chính Văn không chỉ là một anh hùng đã nhiều lần cứu đất nước khỏi nguy hiểm, mà còn là một người chồng tốt yêu gia đình. Trong thời gian qua, Khương Vi Nhan đã phải chịu rất nhiều ấm ức. Chính Tiêu Chính Văn luôn là người đứng trước che mưa chắn gió cho cô. Chương 1683 thấy Khương Vi Nhan kiên quyết như vậy, Đàm Hiểu Kinh không khỏi mỉm cười tự giễu. Trong mấy người bạn thân, chỉ có Khương Vi Nhan được nếm trải vị ngọt của tình yêu, còn lại vẫn độc thân đến tận bây giờ. Anh ta thật sự tốt như cậu nói sao? Đàm Hiểu Linh nghi ngờ hỏi. Khương Vi Nhan gật đầu chắc chắn. Đúng lúc này, một đệ tử của Thiên Kiếm Tông nhanh chóng bước vào, nói nhỏ vào tai Độ Thiên Chân Nhân vài câu. Cô Khương, cậu Tiêu về rồi, khoảng 2 giờ chiều máy bay sẽ hạ cánh ở Giang Trung, tôi sẽ thu xếp để đón cậu Tiêu.
Độ Thiên chân nhân nói xong liền cung kính cầu đầu chào Khương Vi Nhan. Ừ, tốt quá, nói với anh ấy rằng bây giờ tôi thật sự không thể cử động được, nhưng tôi rất muốn gặp anh ấy. Khương Vi Nhan nói. Vâng, Độ Thiên chân nhân đáp một tiếng sau đó quay người rời đi. Lúc này, cả Giang Trung, không chỉ những đại gia trong giới kinh doanh mà ngay cả người của rất nhiều võ tông cũng lần lượt đến sân bay tiếp đón. Mà lúc này, tại sân bay Giang Lăng, Chủ tịch Lữ, Chủ tịch thành phố Giang Lăng dẫn theo môn đám quan chức và hàng trăm doanh nhân giàu có đứng kính cẩn xung quanh sân bay. Trên vài đường băng nên cạnh, có rất nhiều cô gái đang đợi để được gặp Tiêu Chính Văn, có thể nói là tất cả đều rất mong chờ. Cảnh tượng này còn hoành tráng hơn nhiều so với việc chào đón những ngôi sao lớn. Dù sao thì hiện giờ danh tiếng của Tiêu Chính Văn quá lớn, vượt qua cả bốn gia tộc lớn. Một người làm lu mờ cả bốn gia tộc lớn, đây là chuyện lạ trăm năm ở Hoa Quốc. Hàng nghìn cảnh sát bao vây khu vực lân cận sân bay. Một số tuyến đường chính ở Giang Lăng cũng phong tỏa và kiểm soát nghiêm ngặt. Một chiếc máy bay từ từ hạ cánh xuống đường băng, khi cửa vừa mở ra, một người đàn ông trẻ khí thế chậm rãi bước ra khỏi cabin. Chủ tịch Lữ lập tức vẫy tay với đám nhân viên phía sau, mấy người đàn ông mặc đồ đen cũng nhanh chóng tiến lên trải thảm đỏ. Sau đó, dưới ánh nhìn của mọi người, người đàn ông trẻ vững vàng bước xuống thang cuốn. Nhìn thấy đám người đang chào đón nồng nhiệt xung quanh sân bay, người đàn ông khẽ gật đầu, tự đắc liếc nhìn Chủ tịch Lữ, cười nói, làm phiền Chủ tịch Lữ rồi. Lúc này, nếu không nhìn kỹ, người này đúng thật rất giống Tiêu Chính Văn. Chương 1684 nhưng những người quen biết Tiêu Chính Văn đều có thể nhận ra ngay người này không phải Tiêu Chính Văn. Bởi vì Tiêu Chính Văn đối xử với ai đều rất lịch sự và khiêm tốn, không hề kiêu ngạo chút nào. Còn người này lại vô cùng kiêu ngạo. Đây là điểm khác biệt lớn giữa hàng thật và hàng nhái. Nghĩ kỹ lại thì cũng không có gì khó hiểu, dù sao thì Tiêu Chính Văn cũng đã vào sinh ra tử vô số lần, để bảo vệ người dân Hoa Quốc khỏi kẻ thù. Sao có thể coi thường người mà mình dùng tính mạng để bảo vệ chứ? Trương Nguyệt Đông vừa nói. Vừa chậm rãi bước trên thảm đỏ. Hắn là người của nhà họ Trương ở tỉnh Xuyên, người canh giữ lăng mộ Tổ Long ở Thiên Sơn. Lần này tới đây cũng chủ ý của ông Lư, người của Liên Minh Võ Thuật, và Lâm Thiên Đức, người của Quỷ Y Môn. Hắn muốn giả danh Tiêu Chính Văn, hủy hoại danh tiếng của Tiêu Chính Văn. Lúc này, Chủ tịch Lữ vội vàng chào hỏi, cười nói, cậu Tiêu, cậu đến Giang Lăng, đúng là khiến toàn bộ người dân Giang Lăng nở mày nở mặt. Lúc này, một đám doanh nhân giàu có cũng phụ họa theo, đúng vậy, cậu Tiêu tài năng xuất chúng, che được cả trời đất, cậu đến Giang Lăng, đúng thật là rát vàng lên mặt chúng tôi. Trương Nguyệt Đông gật đầu đắc ý. Nghĩ có vẻ như bộ mặt giả của mình đã thực sự phát huy tác dụng, ngay cả chủ tịch thành phố cũng không nhận ra. Lúc này, ánh mắt của hắn chuyển rời vào người một cô gái trẻ, trong lòng lập tức nảy sinh ý nghĩ xấu, hắn đã đi đến rất nhiều thành phố. Tiền tài cũng không thiếu, nhưng chưa có cô gái nào thật sự có thể lọt vào mắt của hắn. Nhưng cô gái trước mắt vừa nhìn đã biết được sinh ra trong gia đình giàu có, nếu mượn danh nghĩa Tiêu Chính Văn, khiến bụng cô gái này to lên, vậy thì danh tiếng của Tiêu Chính Văn cũng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Nghĩ vậy, Trương Nguyệt Đông chỉ tay vào cô gái rồi nói, Chủ tịch Lữ, lát nữa bảo cô ấy đến khách sạn cùng tôi, hầu hạ tôi nghỉ ngơi. Chủ tịch Lữ quay đầu lại nhìn. Không khỏi sững sờ. Đó là cô hai nhà họ Đàm, mặc dù nói nhà họ Đàm luôn thuộc thế gia hạng hai, nhưng, sao thế? Trương Nguyệt Đông thấy sắc mặt khó coi của Chủ tịch Lữ, trong mắt liền lóe lên vẻ nham hiểm, sau đó khẽ vung tay lên, tia sáng vàng từ trong lòng bàn tay tỏa ra, trong sân bay lập tức nổi lên một trận gió lớn. Gây rối cả nửa ngày, Trương Nguyệt Đông này cũng không phải là tên vô dụng bất tài. Người nhà họ Trương có tài năng bẩm sinh với loại trận pháp này, dù sao thì canh giữ Tổ Long cũng không thể thiếu trận pháp như vậy. Chủ tịch Lữ sợ hãi, ai mà không biết thực lực của Tiêu Chính Văn chứ? Được, tôi sẽ làm theo lời cậu Tiêu nói. Chủ tịch Lữ quay đầu liếc nhìn ngầm ra hiệu cho Đàm Sương Vận, người quản lý nhà họ Đàm. Chương 1685 Đàm Sương Vận đứng sau Chủ tịch Lữ, nghe thấy những lời này, trong lòng bất giác trùng xuống. Hai đứa cháu gái của cụ ta đứa nào cũng bướng bỉnh, ngộ nhỡ Đàm Hiểu Vân thà chết chứ không chịu khuất phục thì sẽ gây ra họa lớn cho nhà họ Đàm.
Việc này hoàn toàn khác với việc đắc tội với nhà họ Lý và nhà họ Lạc, bây giờ địa vị của Tiêu Chính Văn ở Hoa Quốc rất cao. Nhìn thấy chủ tịch Lữ cúi đầu khom lưng mời Tiêu Chính Văn lên xe, lúc này Đàm Dương Vận mới móc khăn tay ra lau mồ hôi lạnh trên trán. Chỉ đáng tiếc, đến bây giờ cụ ta vẫn không biết, Tiêu Chính Văn trước mắt chỉ là hàng giả. Hiểu Vân, những lời ban nãy cậu Tiêu nói cháu cũng đã nghe thấy, cháu xem, Đàm Hiểu Vân cắn chặt răng, đôi mắt đẹp bị một tầng hơi nước bao phủ, đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía Đàm Dương Vận. Nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy, trong lòng Đàm Dương Vận vô cùng thấp thỏm, vội vàng kéo Đàm Hiểu Vân lên xe. Nếu để cậu Tiêu nhìn thấy biểu hiện miễn cưỡng của Đàm Hiểu Vân thì nhà họ Đàm nhất định sẽ gặp họa lớn. Với uy danh hiện giờ của Tiêu Chính Văn, việc tiêu diệt nhà họ Đàm chỉ đơn giản như việc môi trên chạm môi dưới mà thôi. Tiểu Vân, thật ra ông nội cũng không muốn làm như vậy, nhưng cậu Tiêu là người mà nhà họ Đàm chúng ta hoàn toàn không thể đắc tội. Một câu của cậu ta, mấy chục người trên dưới nhà họ Đàm chúng ta đừng hòng sống sót. Đàm Dương Vận khó xử nói. Nghe vậy, Đàm Hiểu Vân ấm ức đáp, ông nội. Không phải mọi người đều nói Tiêu Chính Văn là một đại anh hùng sao? Không phải họ đều nói Tiêu Chính Văn đối xử với vợ mình rất tốt à? Lẽ nào những lời này đều là lừa gạt? Trong lòng Đàm Hiểu Vân đã có người mà cô ấy yêu thầm, tình cảm giữa hai người cũng rất tốt, chỉ là cho tới nay, vẫn chưa công khai mà thôi. Có cô gái nào không muốn để lại thứ quý giá nhất của mình cho người mình yêu nhất chứ? Bất kể địa vị của người kia có cao đến đâu, dù người kia có thực lực đến đâu, cũng không thể khiến lòng cô ấy dao động. Thà chết, Đàm Hiểu Vân cũng sẽ không bao giờ qua đêm với Tiêu Chính Văn. Ôi, Hiểu Vân, cháu, Đàm Dương Vận vội vàng bịt miệng cháu gái lại. Lời này mà bị truyền ra ngoài thì sẽ chết chắc. Tiểu Vân à, thật ra ông nội cũng biết cháu và Từ Vĩnh Chí nhà họ từ tâm đầu ý hợp, ông nội trước giờ đều ủng hộ. Nhưng hôm nay thật sự là có lý do. Hơn nữa, nếu đắc tội với cậu Tiêu thì ngay cả tính mạng của Từ Vĩnh Chí cũng sẽ không được đảm bảo, lẽ nào cháu không nghe nói sao? Mấy ngày trước, ở Phượng Thành, có một thế gia giao thiếu 1 triệu tệ mà bị giết cả nhà ngay trong đêm luôn đấy. Chương 1686 sở dĩ Đàm Dương Vận giữ im lặng là bởi vì khoảng thời gian này toàn bộ tỉnh Xuyên đều lan truyền những sự tích huy hoàng của tên Tiêu Chính Văn giả mạo này. Hiện nay, tai tiếng của Tiêu Chính Văn gần như khiến người ta mới nghe đã khiếp sợ. Đặc biệt là gần đây lại lan truyền thông tin Tiêu Chính Văn đã tự tay giết chết vị thiên vương long cấp 5 sao của nhà họ Đông Phương, thì càng khiến người cảm thấy bất an. Nếu không, Chủ tịch Lữ sẽ không đích thân ra sân bay chào đón Tiêu Chính Văn. Ông nội, ông đừng nói nữa, cháu dù chết cũng không bao giờ thỏa hiệp với anh ta. Đàm Hiểu Vân nói xong nghẹn ngào bật khóc. Nghe vậy, Đàm Dương Vận hít một hơi thật sâu và chậm chậm nhắm mắt lại. Lẽ nào nhà họ Đàm xong đời rồi sao? Mọi người đều nói có con gái xinh đẹp trong nhà là mầm họa, nhưng cụ ta không ngờ rằng hai cô cháu gái nhà họ Đàm lại mang cho mình tai họa lớn như vậy. Đầu tiên là Đàm Hiểu Linh không đồng ý qua lại với cậu chủ nhà họ Lý và nhà họ Lạc, bây giờ lại đến Đàm Hiểu Vân từ chối lời mời của cậu Tiêu. Hai. Đàm Dương Vận bất lực thở dài. Chuyện này hoàn toàn không thể cưỡng ép, nếu không, cho dù có cưỡng ép đưa người qua đó, Đàm Hiểu Vân cũng sẽ cắn lưỡi tự sát, lỡ đâu kinh động đến Tiêu Chính Văn thì tội nhà họ Đàm lại càng nặng. Xe từ từ chạy vào biệt thự nhà họ Đàm, Đàm Hiểu Vân chạy vào phòng mình không nói một lời. Nhìn ngôi nhà quen thuộc này, Đàm Hiểu Vân chợt hiểu tại sao chị gái mình lại phải bỏ nhà ra đi. Sinh ra trong một gia đình giàu có, cũng có những bất đắc dĩ riêng. Đặc biệt là một thế gia hạng hai như nhà họ Đàm. Nghĩ vậy, Đàm Hiểu Vân lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn từ biệt cho Đàm Hiểu Linh, sau đó gửi tin nhắn cuối cùng cho người yêu, dặn dò người yêu đừng nhớ thương mình nữa. Lúc này, Tiêu Chính Văn vừa đến biệt thự nhà họ Tiêu, đang thảo luận với Khương Vi Nhan về việc đặt tên cho đứa trẻ, điện thoại của Đàm Hiểu Linh đột nhiên đổ chuông. Sau khi lấy điện thoại ra xem, Đàm Hiểu Linh bị dọa sợ hét toáng lên. Điện thoại suýt chút nữa rơi xuống đất. Hiểu Linh, có chuyện gì sao? Nhìn thấy sắc mặt đột ngột thay đổi của Đàm Hiểu Linh, Khương Vi Nhan bối rối hỏi. Không, không có gì. Đàm Hiểu Linh nuốt nước bọt, tay run run cất điện thoại lại, nhưng vẻ hoảng loạn không thể che giấu được. Chương 1687 Hiểu Linh, xảy ra chuyện gì rồi sao? Cậu có còn coi mình là chị em tốt của cậu nữa không?
Sự khác thường của Đàm Hiểu Linh, sao có thể giấu được Khương Vi Nhan chứ? Đàm Hiểu Linh quay đầu lại liếc nhìn Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn, mặt lộ vẻ khó xử nói, chuyện này liên quan đến một người họ Tiêu, anh ta thật sự rất lợi hại, mình không muốn liên lụy đến hai người. Gì cơ, Khương Vi Nhan nghe vậy, không nhịn được cau mày lại. Tiêu Chính Văn ban đầu không để ý, nhưng khi anh nghe thấy hai chữ họ Tiêu thì không khỏi thoáng qua chút nghi ngờ, người họ Tiêu ư. Hiểu Linh, có thể nói cho tôi biết toàn bộ việc này được không? Đàm Hiểu Linh do dự hồi lâu mới đưa tin nhắn từ biệt của em gái tới trước mặt Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cầm lấy điện thoại liếc mắt một cái, vừa đọc xong, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Độ Thiên, nghe thấy Tiêu Chính Văn gọi mình, Độ Thiên chân nhân vội vàng tiến lên một bước nói, chủ nhân. Nói, đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Chính Văn đẩy tin nhắn cho Độ Thiên chân nhân, lạnh lùng tra hỏi. Phù, sau khi Độ Thiên chân nhân đọc được cũng bất giác rùng mình. Người họ Tiêu được nhắc đến trong tin nhắn rất có thể là chỉ Tiêu Chính Văn. Nhưng vấn đề là không có tin đồn tương tự ở khu vực Giang Trung. Hơn nữa, Tiêu Chính Văn vẫn luôn ở nước ngoài, khi vừa về Hoa Quốc, anh đã hẹn ngay với Đông Phương Ngạo Vũ ở đỉnh núi Bách Nhật. Làm gì có thời gian tới Giang Lăng chứ? Tiêu Chính Văn ở Giang Lăng này chắc chắn là giả mạo. Chuyện này, tôi không biết, tôi sẽ cử người đi điều tra ngay. Độ Thiên chân nhân cung kính đưa điện thoại cho Tiêu Chính Văn bằng hai tay. Điều tra, Tiêu Chính Văn híp mắt lại nói, không cần đâu, thay vì phí sức đi điều tra, chi bằng tới thẳng đó. Sau đó, Tiêu Chính Văn quay sang nhìn Đàm Hiểu Linh nói, Hiểu Linh, nếu đã là chuyện của em gái cô, vì Khương Vi Nhan, tôi nhất định cũng sẽ giúp cô, thời gian gấp rút, bây giờ chúng ta trở về Giang Lăng luôn, cô thấy thế nào? Quay về Giang Lăng ư, Dầm Hai Yêu Long sững sờ một lúc, rồi lại lắc đầu, không. Không được, chúng ta hoàn toàn không thể đắc tội với người đó được, ngay cả ông nội của tôi cũng đã bất lực rồi, Hiểu Vân không phải đã nói rõ ràng rồi hay sao? Bảo tôi dù có chuyện gì cũng đừng quay về. Chương 1688 Hiểu Linh, tin Tiêu Chính Văn đi, anh ấy nhất định sẽ giúp được cậu. Khương Vi Nhan nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Đàm Hiểu Linh, mắt nhìn Tiêu Chính Văn nói. Sau nhiều lần nghe Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan khuyên nhủ, cuối cùng Đàm Hiểu Linh đã đồng ý quay lại Giang Lăng. Nhưng chỉ có thể quay lại một cách bí mật, dù sao cũng không thể để cậu chủ Lý và cậu chủ Lạc biết được. Nếu không, với loại nhân phẩm rác rưởi của bọn họ, nhất định sẽ bán đứng Đàm Hiểu Linh, bắt cô ấy dâng cho tên họ Tiêu kia. Trên đường đi, Tiêu Chính Văn chỉ hỏi Đàm Hiểu Linh vài câu, dù sao trong khoảng thời gian này Đàm Hiểu Linh không ở Giang Lăng, nhưng cũng nghe nhiều mấy tin đồn ở những vùng khác. Cái gì, khi nghe tin kẻ giả mạo gần đây đã đi khắp tỉnh Xuyên, còn lợi dụng danh tiếng của mình làm không thiếu việc ác nào, Tiêu Chính Văn vô cùng tức giận. Lái xe vào Giang Lăng không lâu, có một chiếc xe thể thao màu đen chặn đường xe Tiêu Chính Văn lại, một thanh niên mặc bộ vest hàng hiệu đẩy cửa xe bước xuống ổ, đây không phải là cô cả nhà họ Đàm sao? Nghe nói gần đây cô đến Giang Trung, tên thanh niên nhe răng cười nói. Lạc Thiếu Tông, sao lại là anh? Đàm Hiểu Linh cau mày nhìn hắn, vẻ mặt hơi hoảng loạn hỏi. Ha ha, cô Đàm, nhất cử nhất động của cô đều nằm dưới sự giám sát của tôi, kể cả lúc cô đến Giang Trung. Rời khỏi Giang Trung lúc nào, tôi đều có báo cáo chi tiết. Nói xong, Lạc Thiếu Tông lấy điện thoại ra, mở tin nhắn báo cáo, lắc lắc trước mặt Đàm Hiểu Linh. Mau lui xe ra, tôi đang vội, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Hả, Lạc Thiếu Tông liếc nhìn Tiêu Chính Văn, lạnh lùng nói, anh là cái thá gì? Tôi ở đây đợi cô ta thay anh Tiêu, phá hỏng nhã hứng của anh Tiêu, anh chịu trách nhiệm nổi sao? Quả thật đúng như những gì Đàm Hiểu Linh nghĩ. Lạc Thiếu Tông là loại người ăn không được sẽ đạp đổ. Lúc Lạc Thiếu Tông ăn cơm cùng Trương Nguyệt Đông, hắn đã hoàn toàn bán đứng Đàm Hiểu Linh. Lạc Thiếu Tông nói chị em nhà họ Đàm quả thực đẹp như tiên nữ, hơn nữa Đàm Hiểu Linh còn xinh đẹp hơn Đàm Hiểu Vân, chỉ là bây giờ Đàm Hiểu Linh đã đến Giang Trung, không biết lúc nào mới trở về. Lúc Trương Nguyệt Đông định cử người đi bắt cô ấy về Giang Lăng thì Lạc Thiếu Tông lại nhận được báo cáo của đàn em. Nói rằng Đàm Hiểu Linh đang từ Giang Trung đến đây. Chương 1689 Lạc Thiếu Tông vội vàng chủ động xin Trương Nguyệt Đông cho hắn đến chỗ Đàm Hiểu Linh để ngăn cô ấy lại. Có Tiêu Chính Văn giả làm hậu thuẫn, Lạc Thiếu Tông đương nhiên không coi Tiêu Chính Văn thật trên xe ra gì,
chứ đừng nói đến nhà họ Đàm. Việc hắn cần làm bây giờ là cưỡng chế đưa Đàm Hiểu Linh về khách sạn, để người được gọi là anh Tiêu kia chơi đùa vui vẻ. Tôi nói lại lần cuối, mau lái xe tránh ra, tôi đang có chuyện gấp. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, ánh mắt đằng đằng sát khí. Chuyện gấp ư, hừ, tôi thấy anh chán sống rồi nhỉ. Lạc Thiếu Tông vừa định mở cửa xe thì đã bị Tiêu Chính Văn giáng mạnh một bạt tai, âm thanh giòn giã vang lên, cơ thể Lạc Thiếu Tông bay ra ngoài như con diều đứt dây. Rầm, Lạc Thiếu Tông nặng nề rơi xuống đất, ngất xỉu ngay tại chỗ. Cái tát của cường giả cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao đâu phải là thứ Lạc Thiếu Tông có thể chịu đựng được. Tiêu Chính Văn không thèm liếc mắt đến Lạc Thiếu Tông, mà cứ thế khởi động xe, vòng qua chiếc xe thể thao chắn phía trước, đi thẳng về phía biệt thự nhà họ Đàm. Tiêu Chính Văn, anh đã làm gì Lạc Thiếu Tông vậy? Mặc dù Đàm Hiểu Linh không thích Lạc Thiếu Tông, thậm chí là ghét hắn, nhưng thế lực của nhà họ Lạc rất lớn, gần như không ai sánh bằng ở Giang Lăng. Vừa nói, Đàm Hiểu Linh vừa quay đầu lại nhìn Lạc Thiếu Tông. Không sao, chỉ là ngất xỉu thôi, biệt thự trước mặt là nhà cô sao? Tiêu Chính Văn chỉ vào ngôi biệt thự sáng đèn rồi nói. Đàm Hiểu Linh khẽ gật đầu. Đúng vậy, đó là nhà tôi. Nhưng, chúng ta trở về như vậy, Tiêu Chính Văn dửng dưng nói, chuyện này cứ giao cho tôi, lát nữa đưa em gái cô ra rồi chúng ta sẽ cùng gặp anh Tiêu kia. Cái gì, gặp anh Tiêu kia ư? Đàm Hiểu Linh nghe xong sắc mặt liền tái nhợt vì sợ hãi, ngây người nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Tiêu Chính Văn, anh Tiêu kia không phải là người dễ động vào đâu. Anh ta, giết người không chớp mắt. Đàm Hiểu Linh khẽ lay nhẹ cánh tay của Tiêu Chính Văn. Vậy thì tôi muốn xem hắn giết tôi thế nào. Giọng nói của Tiêu Chính Văn mang theo chút lạnh lẽo. Bây giờ, Tiêu Chính Văn đã hiểu rõ toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Chương 1690 đối phương rõ ràng đã lấy danh nghĩa của anh, lừa dối gây chuyện khắp nơi để hủy hoại danh tiếng của anh. Đáng hận nhất là cưỡng ép con gái nhà lành ngủ cùng, thật là không thể dung thứ. Không lâu sau, chiếc xe đã dừng lại trước cửa biệt thự, hai người làm vội vàng chạy ra, nhìn thấy cô chủ dẫn theo một người đàn ông trẻ quay về cùng liền sững sờ. Sau đó nhỏ giọng nói, cô chủ, ông cụ đang nổi giận, cô, người làm còn chưa kịp nói xong, Tiêu Chính Văn đã đẩy cửa xe bước xuống. Sau đó đẩy người làm ở cửa ra, dẫn theo Đàm Hiểu Linh vào biệt thự. Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng Đàm Sương Vận gào thét, chỉ tay lên tầng 2, cho dù mày không nghĩ tới gia đình, lẽ nào mày nhẫn tâm nhìn nhiều người chết cùng mày vậy sao? Mười mấy người làm xung quanh đều im lặng, hơi cúi đầu, đến thở cũng không dám thở mạnh. Hai người đàn ông trung niên như hai học sinh tiểu học phạm lỗi, đứng khép nép trước mặt Đàm Sương Vận, không dám phát ra tiếng động gì. Nghe thấy tiếng bước chân, Đàm Sương Vận quay lại nhìn thấy Đàm Hiểu Linh. Nhưng lại phớt lờ Tiêu Chính Văn bên cạnh. Cụ ta thấy Tiêu Chính Văn quá bình thường, tầm thường đến mức không đáng để cụ ta liếc nhìn. Hiểu Linh, Đàm Sương Vận cau mày nhìn Đàm Hiểu Linh, cháu về đúng lúc lắm, mau đi khuyên bảo em gái cháu đi, nếu như tối nay nó không đi hầu hạ cậu Tiêu thì cả nhà họ Đàm chúng ta sẽ gặp họa lớn mất. Dù sao nhà chúng ta cũng đã nuôi dưỡng nó hơn 20 năm rồi, nó không thể nhẫn tâm như vậy được. Đàm Hiểu Linh chưa kịp nói gì thì Tiêu Chính Văn đã bước lên trước nói, ông Đàm, ông yên tâm, cháu gái của ông không cần đi hầu hạ hắn. Lần này, tôi và Hiểu Linh về đây là để giải quyết chuyện này. Đàm Sương Vận nghe vậy liền quay đầu sang nhìn Tiêu Chính Văn, khinh thường nói, hừ, nói thì dễ lắm. Cậu giải quyết chuyện này thế nào chứ, cậu biết người đó là ai không? Tiêu Chính Văn thờ ơ đáp. Nếu đã biết đó là cậu Tiêu rồi. Vậy cậu định giải quyết thế nào? Dựa vào cái lưỡi không xương của cậu sao? Đàm Sương Vận tức đến bật cười, một thanh niên mới hơn 20, sao có thể không biết trời cao đất dày vậy chứ? Chuyện không liên quan đến mình cũng muốn quản sao? Thật không may, tôi cũng tên Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn mỉm cười. Cái gì? Chương 1691 nghe vậy, đám người nhà họ Đàm đều quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn. Lúc này, Đàm Sương Vận mới phát hiện ra hình như đã gặp người thanh niên này ở đâu đó rồi, thật sự giống hệt Tiêu Chính Văn. Đàm Sương Vận vội vàng dụi mắt, đeo kính lên, cẩn thận quan sát Tiêu Chính Văn. Người trước mắt quả thực không khác gì Tiêu Chính Văn mà ông ta đã từng gặp. Nhưng vấn đề là Tiêu Chính Văn kia phong thái hơn người,
hơn nữa còn tạo cho người ta cảm giác bị áp bức mạnh mẽ. Nhưng Tiêu Chính Văn trước mắt lại quá bình thường, nếu ném vào trong đám người, rất khó để nhận ra. Này chàng trai, không phải cậu trùng tên với cậu Tiêu thì cậu sẽ là cậu Tiêu đâu. Có một số chuyện, tôi khuyên cậu không nên tham gia vào thì hơn, huống đồ, đây là chuyện của nhà họ Đàm chúng tôi, chuyện riêng của nhà họ Đàm. Tiêu Chính Văn thẳng thừng ngắt lời, tôi thật sự không hiểu, đám người lớn tuổi các ông tại sao lại muốn ép cháu gái mình đi đến bước đường đó chứ? Lẽ nào chỉ vì tương lai nhà họ Đàm, vì không muốn chọc tức anh Tiêu giả mạo kia sao? Nghe vậy, không chỉ Đàm Xương Vận, mà ngay cả hai người đàn ông trung niên trước mắt đều nóng bừng cả mặt. Chuyện đã đến nước này, bọn họ còn có quyền lựa chọn sao? Cậu là cái thá gì chứ? Chuyện của nhà họ Đàm chúng tôi không cần cậu xen vào. Một người đàn ông trung niên chỉ tay vào mũi Tiêu Chính Văn, chửi bới. Tôi quản hay không, không cần các người lo, vả lại, tôi khuyên các người tốt nhất là lên trên xem đi, nếu Đàm Hiểu Vân thật sự tự sát trong nhà thì các người sẽ phải hối hận đấy. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa cầm lấy điện thoại trong tay Đàm Hiểu Linh, mở tin nhắn đưa cho người nhà họ Đàm xem. Nhìn thấy tin nhắn, Đàm Xương Vận vô cùng sợ hãi. Đàm Hiểu Vân thường ngày mềm yếu, lẽ nào thật sự vì một chuyện tầm thường này mà tìm đến cái chết sao? Quản gia, mau phá cửa phòng cô hai trên tầng đi. Đàm Xương Vận vội vàng chỉ tay lên tầng hai quát lớn. Chương 1692 quản gia nghe vậy thì vội vàng dẫn theo mấy người chạy nhanh lên tầng hai. Cô hai cô mở cửa ra đi. Chẳng mấy chốc, trên tầng đã truyền tới những tiếng gõ cửa dồn dập. Ông à! Tôi gọi nãy giờ mà phòng cô hai không có ai ra mở cửa. Quản gia lau mồ hôi lạnh trên trán, chạy xuống dưới vội vàng nói. Vậy thì còn đợi gì nữa, mau đạp cửa ra cho tôi. Đàm Xương Vận sốt ruột tới mức vành mắt đã đỏ ửng. Lúc này, cụ ta vô cùng hối hận đấm lên ngực mình, thật ra bất luận là Đàm Hiểu Linh hay là Đàm Hiểu Vân, cụ ta đều vô cùng yêu thương, chỉ là bị tình thế bức ép nên mới nói ra mấy lời như vậy. Bây giờ cháu gái của mình thật sự muốn tự sát, Đàm Xương Vận đã vô cùng hối hận. Tiêu Chính Văn không kịp nghĩ gì nhiều, bước nhanh lên tầng 2, đẩy mấy người giúp việc của nhà họ Đàm ra, giơ chân lên đạp tung cánh cửa. Trong phòng tối đen như mực, chỉ thấy một dải lụa trắng đang quấn quanh cổ của Đàm Hiểu Vân, cơ thể cô ấy lơ lửng giữa khoảng không. À, cô hai, quản gia vừa định tiến lên trước, Tiêu Chính Văn đã xông vào trong phòng. Giơ tay gỡ giải lụa ra khỏi cổ Đàm Hiểu Vân rồi đỡ cô ta xuống dưới. Lúc này, cơ thể của Đàm Hiểu Vân đã hơi lạnh, chỉ là vẫn chưa lạnh ngắt mà thôi. Tiêu Chính Văn vội vàng giơ tay đặt lên trên mạch của Đàm Hiểu Vân, lúc này mạch của cô ta đã vô cùng yếu ớt, nếu như muộn thêm 10 phút nữa thì dù thần tiên có tới cũng chẳng thể cứu nổi. Cô hai, mấy người giúp việc vội vàng chạy tới ôm Đàm Hiểu Vân lên trên giường. Thế nhưng dù cho bọn họ có hô hoán thế nào thì Đàm Hiểu Vân vẫn nhắm nghiền hai mắt y như cũ. Lúc này, Đàm Xương Vận và hai người đàn ông trung niên cũng tới trước cửa, một người đàn ông trung niên trong số đó sải bước lao tới trước giường của Đàm Hiểu Vân, vội vàng gào lên, Hiểu Vân. Hiểu Vân, con không thể chết được đâu, bố chỉ có một đứa con gái là con thôi. Hiểu Vân à, Đàm Xương Vận đưa tay lau nước mắt, run rẩy đi tới trước giường. Nhìn thấy Đàm Hiểu Vân đang hấp hối trên giường thì đột nhiên nước mắt cứ thế tuôn ra. Nếu như cô ta chết thì tất cả mấy người đều phải chịu trách nhiệm. Tiêu Chính Văn nói, đẩy đám người nhà họ Đàm ra, lấy ra ba cây kim châm từ trong ống tay áo, lần lượt châm xuống mấy điểm huyệt trên người Đàm Hiểu Vân. Nếu như không phải Tiêu Chính Văn có hiểu biết sâu sắc về những ghi chép có liên quan tới y học trong Thiên Sơn Thư Lục thì hôm nay, ngay cả anh cũng chỉ có thể mở to mắt nhìn Đàm Hiểu Vân lìa đời. Chương 1693 khi ba cây kim châm đâm vào trong cơ thể của Đàm Hiểu Vân, Tiêu Chính Văn nhanh chóng cầm lấy đuôi kim, gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Đàm Hiểu Vân mới ho mạnh một tiếng. Lúc Đàm Hiểu Vân mở mắt ra, phát hiện nhiều người đang đứng xung quanh cô ta như vậy, khó hiểu hỏi, con đang ở đâu vậy, lẽ nào mấy người cũng, pì pì pì. Đàm Xương Vận phỉ phui liền mấy lần, nói với Đàm Hiểu Vân, nhờ có cậu Tiêu giúp cứu cháu một mạng đấy, Hiểu Vân à. Dù cháu không bằng lòng thì cũng không thể tự vẫn được. Nói xong, trên mặt Đàm Xương Vận cũng lộ ra vẻ hổ thẹn. Đúng thế, Hiểu Vân, con mà ra đi như thế thì sau này bố biết sống thế nào đây?
Người đàn ông trung niên đó nắm lấy tay Đàm Hiểu Vân, vừa lau nước mắt vừa nói. Thế nhưng ngoài cái chết ra, con thật sự không còn đường nào khác có thể đi được nữa. Con có chết cũng không đi, Đàm Hiểu Vân nói tới đây, nước mắt cũng từ từ rơi xuống. Nếu vẫn còn một cơ hội được sống, ai lại đi tìm đến cái chết cơ chứ? Không sao, chuyện này tôi sẽ giải quyết, Tiêu Chính Văn bình thản nói. Nghe thấy lời này, Đàm Hiểu Vân vô cùng cảm kích nhìn Tiêu Chính Văn, nhưng lập tức lại thở dài thườn thượt. Người kia là kỳ tài cả trăm năm mới có của Hoa Quốc, là nhân vật mà ngay cả bốn gia tộc lớn cũng bó tay chịu trận, người thanh niên trước mắt lại có thể có cách gì đây? Bây giờ anh Tiêu đó có lẽ đang ở trong khách sạn nhỉ? Mấy người có biết anh ta đang ở khách sạn nào không? Tiêu Chính Văn trầm giọng hỏi. Ở khách sạn Vạn Quốc, thế nhưng cậu thanh niên, chúng tôi xin nhận ý tốt của cậu, nhưng cậu tuyệt đối không thể đi nộp mạng được đâu. Đàm Sương Vận quay đầu lại nói với Tiêu Chính Văn. Đàm Hiểu Linh cũng đứng bên cạnh khuyên can, Vi Nhan còn đang mang thai, anh tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, nếu không thì tôi biết ăn nói thế nào với Vi Nhan đây. Tôi nói rồi, tôi cũng tên là Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn nghiêm túc nói. Thật ra anh đã thể hiện rõ thân phận của mình rồi, cũng có thể nói rằng tên Tiêu Chính Văn kia là một kẻ giả mạo. Chỉ là người nhà họ Đàm đều đã gặp Trương Nguyệt Đông, xét về cảnh tượng xuất hiện và khí phách trên mọi mặt thì đều hơn Tiêu Chính Văn rất nhiều. Ai dám tin cậu thanh niên thoạt nhìn quá đỗi bình thường trước mắt lại chính là vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn tiếng tăm lừng lẫy. Hiểu Linh, cô dẫn tôi qua đó. Chương 1694 Tiêu Chính Văn liếc mắt nhìn Đàm Hiểu Vân trên giường bệnh, thấy cô ấy đã không còn gì nguy hiểm nữa thì mới quay người nói với Đàm Hiểu Linh. Chuyện này, Đàm Hiểu Linh đang khó xử không biết nên làm sao, Đàm Hiểu Vân lại vùng vẫy ngồi dậy trên giường, nói, được. Tôi dẫn anh đi, dù có chuyện gì ngoài ý muốn thì tôi cũng sẽ cùng chết với anh. Hiểu Vân, Đàm Hiểu Linh đang định lên tiếng ngăn cản, nhưng Đàm Hiểu Vân đã đi cùng Tiêu Chính Văn xuống tầng. Đàm Hiểu Linh nhìn theo bóng lưng của hai người, thở dài một hơi. Không phải cô ấy không muốn ngăn cản, mà dù có ngăn cản thì thế nào chứ? Đợi tới lúc Đàm Hiểu Linh đuổi tới dưới tầng, Tiêu Chính Văn đã dẫn Đàm Hiểu Vân đi về phía khách sạn Vạn Quốc. Nhìn theo bóng lưng của hai người Tiêu Chính Văn và Đàm Hiểu Vân, Đàm Hiểu Linh luống cuống dậm chân, vội vàng bảo quản gia lái một chiếc xe khác tới đuổi theo sau. Lúc này, bên trong phòng tổng thống số 1 của khách sạn Vạn Quốc, một đám người quan chức giàu có của Giang Lăng đang lần lượt kính rượu Trương Nguyệt Đông. Lúc này có thể nói Trương Nguyệt Đông vô cùng đắc ý. Hắn giơ cao ly rượu trong tay lên, nói, mọi người yên tâm, sau này mấy người đều là người của Tiêu Chính Văn tôi rồi. Chỉ cần có Tiêu Chính Văn tôi ở đây thì mọi người không cần phải lo lắng gì cả, dù là giới kinh doanh hay giới chính trị, nhắc đến tên Tiêu Chính Văn tôi, có ai là không nể mặt vài phần cơ chứ? Trương Nguyệt Đông vừa nói vừa khẽ vỗ lên túi áo của mình. Rõ ràng lần này hắn lại thu được một mẻ cá lớn. Đúng vào lúc này, cửa phòng bao đột nhiên bị đẩy mạnh ra, mặt Lạc Thiếu Tông be bét máu nhếch nhác xông vào bên trong. Anh Tiêu, Lạc Thiếu Tông vừa chạy vừa gào khóc về phía Trương Nguyệt Đông. Trương Nguyệt Đông không khỏi khẽ cau mày đánh giá Lạc Thiếu Tông, nói cậu chủ Lạc, vết thương trên mặt anh là sao vậy, còn nữa, Đàm Hiểu Linh kia đâu? Liếc nhìn sau lưng Lạc Thiếu Tông hồi lâu cũng không thấy cô gái xinh đẹp mà Lạc Thiếu Tông từng nhắc đến. Anh Tiêu, tôi đang định nói với anh đây, vừa nãy quả thực tôi đã gặp Đàm Hiểu Linh, thế nhưng không biết cô ta kiếm đâu ra một gã đàn ông rất lỗ mãng, võ công vô cùng đáng gờm, chỉ với một cái tát đã khiến tôi ngất xỉu, anh nhìn mặt tôi đây này, rách hết cả da da rồi. Lạc Thiếu Tông vừa nói vừa chỉ lên vết thương trên mặt mình. Đây đều là những vết xước sau khi hắn bị đánh bay ra, mặt trượt trên nền đất mà thành. Cái gì, ai lại to gan như vậy, dám đánh người của Tiêu Chính Văn tôi? Nghe thấy vậy, Trương Nguyệt Đông tức giận đập mạnh vào bàn. Khoảng thời gian này giả mạo làm Tiêu Chính Văn quả thực quá nhập tâm, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng có lúc nhận nhầm bản thân mình chính là Tiêu Chính Văn. Vậy nên hắn mới lập tức buột miệng thốt ra. Tôi, đúng vào lúc này. Bên ngoài cửa đột nhiên truyền tới một giọng nói trầm thấp và lạnh lùng. Chương 1695 khi Tiêu Chính Văn và Đàm Hiểu Vân bước vào phòng, mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn. Hả, hầu như tất cả mọi người đều sững sờ, bởi vì hai Tiêu Chính Văn,
một trước một sau trông quá giống nhau. Ngay cả Đàm Hiểu Vân cũng choáng váng. Trước kia hai người chưa từng đứng cùng nhau, nên người khác chỉ cảm thấy bọn họ hơi giống nhau, nhưng khi hai người đối mặt, mới cảm nhận được, ngay cả hơi thở, khí thế đều rất giống. Chỉ là, trên người Trương Nguyệt Đông có thêm vài phần kiêu ngạo, có loại cảm giác uy nghiêm coi chúng sinh như cỏ rác, còn Tiêu Chính Văn lại ôn hòa hơn một chút. Chuyện này là thế nào? Chủ tịch Lữ đang cầm ly rượu trong tay, ngây người tại chỗ. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn, Trương Nguyệt Đông ban đầu cũng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh. Hừ, Tiêu Chính Văn, nếu hàng thật đã xuất hiện, Trương Nguyệt Đông cũng không cần phải giả vờ nữa, hắn nâng ly rượu lên, hớp một ngụm rượu vang, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Nếu nói không sợ Tiêu Chính Văn thì là nói dối, nhưng Trương Nguyệt Đông cũng không phải là một cậu chủ trong gia đình giàu có bình thường, dù sao hắn cũng là hậu duệ nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Cho dù có vô dụng đi nữa cũng không đến nỗi không chịu được một cú đả kích như vậy. Hơn nữa, Trương Nguyệt Đông còn là người thừa kế thứ hai của nhà họ Trương, nhận được sự bồi dưỡng nghiêm ngặt của gia tộc. Vì vậy, trong lòng Trương Nguyệt Đông vẫn có lòng tin. Mày rốt cuộc là ai, tại sao lại đóng giả tao? Giọng nói Tiêu Chính Văn lạnh như băng tra hỏi. Nghe vậy, Trương Nguyệt Đông chỉ cười nhạt, sau đó đặt ly rượu xuống bàn. Thản nhiên vạch tìm một vết hở trên mặt. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Trương Nguyệt Đông để lộ gương mặt thật của mình. Phù, sau khi Chủ tịch Lữ nhìn thấy bộ mặt thật của Trương Nguyệt Đông, ông ta không khỏi rùng mình. Bởi vì khuôn mặt này, ông ta cũng không xa lạ gì. Người họ Trương ở Thiên Sơn, tuy không phải là quan chức cao cấp, nhưng là, trên dưới Hoa Quốc, không ai không nể mặt người bảo vệ mộ của Tổ Long. Cậu chủ Trương. Chủ tịch Lữ kinh ngạc nói. Chương 1696 Trương Nguyệt Đông ném chiếc mặt nạ ra người xuống dưới chân, cười gằn nói, ha ha. Tiêu Chính Văn, Trương Nguyệt Đông tao đóng giả mày thì mày nên cảm thấy vinh dự. Nhà họ Trương chúng tao ở Thiên Sơn, bảo vệ mộ của Tổ Long qua nhiều thế hệ, có công lớn với Hoa Quốc. Nhắc đến công trạng của nhà họ Trương với Hoa Quốc thì có nói ngang với công lập nước cũng không ngoa. Nếu mày đã đến... Vậy tao cũng không làm khó mày nữa, chỉ cần mày quỳ xuống dập đầu cúi lại tao 3 lần, tao sẽ không truy cứu mày, dù sao mày cũng có vài đóng góp cho Hoa Quốc, nếu không, mày tự chặt luôn 2 tay 2 chân đi. Trương Nguyệt Đông hoàn toàn không coi Tiêu Chính Văn ra gì, mặc dù Tiêu Chính Văn đã tới nhưng có dám động tay động chân với hắn không? Khi đã nhắc đến nhà họ Trương thì còn ai dám tùy ý ra tay? Đánh người bảo vệ mộ Tổ Long chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình. Hả, mày lấy danh nghĩa của tao đi làm bao nhiêu chuyện ác mà giờ tao còn phải cúi lạy mày 3 cái sao? Vẻ mặt Tiêu Chính Văn càng lúc càng lạnh lùng, trong mắt bắn ra tia sắc bén, rõ ràng đã có ý định ra tay giết người. Sao, mày muốn ra tay với tao ư? Tiêu Chính Văn, e là mày vẫn chưa hiểu tầm quan trọng của nhà họ Trương đối với Hoa Quốc nhỉ? Nếu không có nhà họ Trương chúng tao canh giữ lăng mộ của Tổ Long Tiên từ bao đời nay thì có lẽ Hoa Quốc đã suy vong từ lâu. Chỉ riêng chuyện này, mày đã không xứng ra tay với ông đây rồi. Hơn nữa đóng giả thành mày cũng chỉ là tùy tiện chơi đùa một chút, không phải ông đây còn chưa ngủ với người phụ nữ của mày sao? Ha ha ha, Trương Nguyệt Đông ngửa mặt lên trời cười lớn. Hôm nay có nhiều người như vậy, hắn không tin Tiêu Chính Văn lại dám ra tay với hắn. Hơn nữa, càng ở trước mặt nhiều người, hắn càng muốn để cả thiên hạ thấy rằng, Tiêu Chính Văn thì thế nào chứ? Nhìn thấy cậu hai nhà họ Trương, còn không phải cúi đầu nghe theo sao? Nhà họ Trương, vẫn là nhà họ Trương trước đây. Cho dù Hoa Quốc có sinh ra bao nhiêu người tài đi nữa, cho dù có phi thường như thế nào thì ở trước mặt nhà họ Trương, bọn họ cũng chỉ có thể cúi đầu phục tùng. Đây là sự tự tin và sức mạnh của người bảo vệ mộ Tổ Long. Mày chết đi, Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, một bóng người lao tới và cố chấp nắm lấy cánh tay của Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu! Cậu bớt giận, sự việc hôm nay có thể chỉ là hiểu lầm, xin cậu đừng ra tay. Nếu không, hậu quả sẽ rất khó lường. Mặt Chủ tịch Lữ tái mét vì sợ hãi. Cả hai người này đều không dễ chọc vào. Chương 1697 cho dù ai xảy ra chuyện ở Giang Lăng, thì Chủ tịch thành phố là ông ta đều sẽ bị bắt vào nhà giam. Hiểu lầm ư, Tiêu Chính Văn lạnh lùng cười khẩy rồi chỉ vào Trương Nguyệt Đông, giả danh tôi, đi lừa tiền khắp nơi thì đã đành. Còn bắt ép con gái nhà lành, đây mà là hiểu lầm,
vậy thì cái gì mới không phải là hiểu lầm? Vừa dứt lời, sức mạnh quanh người Tiêu Chính Văn đột nhiên bùng nổ, khí thế của Thiên Vương Long cấp 5 sao trong phút chốc được khai triển. Bàn tay đang kéo lấy cánh tay Tiêu Chính Văn của Chủ tịch Lữ cũng đồng thời cũng bị đánh văng ra. Chủ tịch Lữ thấy tình hình như vậy, sao còn dám nhiều lời? Cho dù vào nhà giam thì ít nhất vẫn giữ lại được mạng. Nghĩ đến đây, Chủ tịch Lữ không nói lời nào, mà đứng bật dậy, chạy thẳng ra khỏi phòng. Nghĩ cũng phải, nơi này sẽ sớm trở thành chiến trường, ông ta không thể ở chỗ này chờ chết. Nhìn thấy vậy, đám doanh nhân giàu có cũng trốn hết ra cửa. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều không đi xa mà đứng ở hành lang và nhìn vào trong phòng. Mọi người đều muốn xem, rốt cuộc người thừa kế nhà họ Trương hay Tiêu Chính Văn lợi hại hơn. Nhìn thấy sức mạnh toàn thân của Tiêu Chính Văn bộc phát, xông thẳng lên cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao, vẻ mặt của Trương Nguyệt Đông không khỏi biến sắc. Không ngờ, Tiêu Chính Văn, lúc trước vẫn còn ở cảnh giới Thiên Vương Thiên cấp 4 sao, nay đã trở thành Thiên Vương Long cấp 5 sao rồi. Chỉ còn cách cảnh giới Thiên Thần một bước, đừng nhìn vẻ ngoài không hề sợ hãi của Trương Nguyệt Đông mà lầm, trên thực tế, cảnh giới của hắn không hề cao. Thậm chí trước khi đến đây, hắn còn bí mật trở lại nhà họ Trương, ăn không ít thuốc bổ thiên tài địa bảo, bây giờ cũng chỉ đạt cảnh giới Thiên Vương huyền cấp 2 sao. Nếu nói trước đây dựa vào trận pháp bí truyền nhà họ Trương, hắn còn có tự tin đấu với Tiêu Chính Văn một trận. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Thiên Vương 5 sao và hắn quả thật quá lớn, trong lòng Trương Nguyệt Đông không khỏi thấy hơi chột dạ. Hơn nữa, mặc dù nghe nói trận pháp của nhà họ Trương vô cùng kỳ diệu, nhưng cơ hội để thực sự vận dụng không nhiều. Trương Nguyệt Đông chỉ mới luyện qua mấy lần, cả đời này hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày dùng trận pháp của gia đình mình để bảo vệ bản thân. Thấy tình hình không ổn, Trương Nguyệt Đông chậm rãi đứng dậy, nắm chặt tay, lạnh lùng nói, Tiêu Chính Văn, lẽ nào mày nhất định muốn nếm thử trận pháp bí truyền của nhà họ Trương chúng tao sao? Bây giờ mày quay đầu vẫn còn kịp, nếu không, mày sẽ chết không có chỗ chôn. Chương 1698 Trương Nguyệt Đông vừa nói vừa nhảy ra giữa phòng, cởi áo vest bên ngoài ném thẳng sang một bên. Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng, không trả lời, phóng con dao quân đội năm cạnh trong tay ra. Một tia sáng sắc lạnh bắn về phía ngực Trương Nguyệt Đông nhanh như chớp. Tiêu Chính Văn hoàn toàn tự tin với đòn đánh này. Đừng nói Trương Nguyệt Đông chỉ là Thiên Vương huyền cấp 2 sao, cho dù là Thiên Vương thiên cấp cũng khó mà thoát được. Trương Nguyệt Đông nhìn con dao quân đội năm cạnh bay thẳng về phía mình, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Nghiến răng nghiến lợi nói, Tiêu Chính Văn. Mày đang ép tao đấy. Vừa nói, Trương Nguyệt Đông vừa khẽ mở hai tay ra, vẽ một ký hiệu vô cùng kỳ lạ trước ngực. Bùm, đột nhiên, xuất hiện một màn ánh sáng xanh nhạt giống như gợn nước, bao bọc lấy Trương Nguyệt Đông bên trong. Vụt, khoảnh khắc con dao quân đội năm cạnh vừa chạm vào người Trương Nguyệt Đông đã bị màn ánh sáng màu xanh lam đó chặn lại. Hả, Tiêu Chính Văn không khỏi sửng sốt. Trương Nguyệt Đông lại biết cách bày bố trận pháp sao? Hơn nữa trận pháp của hắn không hề yếu hơn Đông Phương Ngạo Vũ. Trương Nguyệt Đông thấy trận pháp của mình quả nhiên có hiệu lực, ngay cả con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn cũng bị bắn ngược trở lại thì sự tự tin trong lòng lập tức tăng cao. Chả trách người lớn trong nhà họ Trương thường nói với hắn, phải chuyên tâm tập luyện những trận pháp trong nhà, giới thế tục kính nể nhà họ Trương như vậy không đơn giản chỉ vì cả nghìn năm nay nhà họ Trương vẫn luôn bảo vệ cho phần mộ Tổ Long. Mà là từ khi bắt đầu bảo vệ Tổ Long, nhà họ Trương gần như cất giữ tất cả các bản đơn lẻ về trận pháp thần bí. Những trận pháp mà Tổ Long để lại, uy lực không cần phải bàn cãi, thậm chí năm đại danh sơn cũng không thể xem thường. Ha ha ha, Trương Nguyệt Đông đắc ý cười lớn, hóa ra giao đấu với Thiên Vương cấp Long năm sao lại dễ dàng như thế. Xem ra trước đây hắn thật sự đã đánh giá cao Tiêu Chính Văn rồi. Vút, chương 1699 khi con dao quân đội năm cạnh quay trở lại trong tay Tiêu Chính Văn thì cũng mang theo một luồng sức mạnh lớn lúc ẩn lúc hiện, ngay cả Tiêu Chính Văn cũng không nói rõ được đây rốt cuộc là loại sức mạnh gì. Ngay cả cơ thể của Tiêu Chính Văn cũng phải lùi về sau mấy bước mới có thể đứng vững lại được. Tiêu Chính Văn, bây giờ mày thấy thế nào? Trên mặt Trương Nguyệt Đông hoàn toàn không còn vẻ hoảng hốt kinh sợ như ban nãy nữa, thay vào đó lại nhìn Tiêu Chính Văn với dáng vẻ kiêu ngạo. Anh Tiêu, anh không sao chứ? Đàm Hiểu Vân thấy ban nãy Tiêu Chính Văn bị ép phải lùi ra sau thì hơi lo lắng nhìn về phía Tiêu Chính Văn.
Tiêu Chính Văn lắc đầu, mặc dù ra trận không thuận lợi, thế nhưng bây giờ mới chỉ vừa bắt đầu thôi, vẫn còn quá sớm để phân định thắng bại. Nhà họ Trương ở Thiên Sơn quả nhiên khiến tao rất bất ngờ. Tiêu Chính Văn cũng không khỏi nghiêm túc đối diện với kẻ rất mạnh trước mắt này. Nếu như đối phương cũng có thực lực giống như Đông Phương Ngạo Vũ, đạt đến cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao, vậy thì hôm nay ai sống ai chết thật sự vẫn chưa thể biết được. May là thực lực của tên này còn kém xa so với Đông Phương Ngạo Vũ. Bảo sao trong Thiên Sơn thư lục lại ghi chép rằng gặp người nhà họ Trương ở Thiên Sơn, có thể tránh thì nên tránh. Bất ngờ ư, Trương Nguyệt Đông giơ tay lên, một luồng ánh sáng màu xanh nhạt lại dâng lên thêm lần nữa. Cả tòa nhà bị luồng sáng xanh này bao phủ ngay lập tức, một luồng sức mạnh vô hình cứ thế đè nén xuống. Rầm rầm rầm, đám người vừa nãy vẫn còn đứng xem bên trong hành lang đều bị sức mạnh này đè ép phải quỳ hết xuống đất, thậm chí còn có người sợ hãi nôn ra máu. Á, ngay cả Đàm Hiểu Vân cũng quỳ thẳng xuống đất, máu từ trong lỗ tai nhỏ giọt ra bên ngoài. Tiêu Chính Văn không khỏi cảm thấy xung quanh mình như bị một luồng sức mạnh khống chế tại chỗ. Ngay cả hành động của anh cũng trở nên chậm hơn rất nhiều. Trận pháp thật lợi hại. Trong lòng Tiêu Chính Văn thầm kinh ngạc. So với trận pháp của Trương Nguyệt Đông, mấy trận pháp của Đông Phương Ngạo Vũ khi trước chẳng qua chỉ là cõng lông. Sao nào, bây giờ còn nói là bất ngờ nữa không? Ha ha, Trương Nguyệt Đông đắc ý cười lớn. Chương 1700 may là lúc nhỏ hắn thường bị người lớn trong nhà ép phải tập luyện những loại trận pháp này. Giờ vận dụng nó mặc dù không được thành thạo lắm, thế nhưng ít nhất uy lực cũng tuyệt đối không kém hơn lúc ban đầu. Đừng thấy đây mới chỉ là lần đầu tiên Trương Nguyệt Đông dùng trận pháp đối phó với kẻ địch mà lầm, lúc này hắn đã hoàn toàn ở trong trạng thái thoải mái nhất. Đem ra so sánh, áp lực của Tiêu Chính Văn ngược lại còn lớn hơn, cục diện bắt đầu trở nên bất lợi với Tiêu Chính Văn hơn rồi. Tiêu Chính Văn, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Trương Nguyệt Đông đột nhiên thu lại nụ cười trên môi. Sau đó giơ một cánh tay lên khẽ ép xuống. Rầm, Tiêu Chính Văn cảm thấy áp lực trên người mình bắt đầu phóng đại ra vô hạn, ngay cả trên trán Tiêu Chính Văn cũng bắt đầu đầm đìa mồ hôi. Sao nào, thú vị nhỉ? Trương Nguyệt Đông nhếch miệng cười nói. Thật mạnh, đây có lẽ là tam tuyệt trận của nhà họ Trương mấy người nhỉ? Tiêu Chính Văn đã đọc được ghi chép có liên quan đến loại trận pháp này bên trong Thiên Sơn Thư Lục. Đáng tiếc là trong Thiên Sơn Thư Lục không chỉ có mỗi cái tên Tam Tuyệt Trận, mà đã ghi chép vô cùng tỉ mỉ về Tam Tuyệt Trận. Loại trận pháp này lưu truyền từ Tổ Long, nhưng sau Tổ Long lại không một ai có thể phát huy Tam Tuyệt Trận tới trình độ cao nhất được nữa. Cái gọi là Tam Tuyệt chính là Thiên Tuyệt, Địa Tuyệt, Nhân Tuyệt. Bên trong đó Thiên Tuyệt Trận là bá đạo nhất, mà Địa Tuyệt Trận là bí hiểm nhất, Nhân Tuyệt Trận là hung thần nhất. Rõ ràng. Trương Nguyệt Đông mới chỉ học được đến Thiên Tuyệt Trận bên trong Tam Tuyệt Trận, màn ánh sáng màu xanh nhạt này có lẽ chính là thiên uy lôi tượng mà người ta vẫn hay nhắc đến. Nếu như thể hiện đến trình độ nhất định, thậm chí thật sự có thể tạo ra hiệu quả sấm sét cực lớn giống như thiên lôi. Bất luận là sinh linh hay vạn vật, đối diện với đòn đả kích giống như thiên lôi này, căn bản đều không có sức để đáp trả. Có hiệu quả giống như loại trận pháp có thể thay đổi ngày đêm mà Kim Long Vương thể hiện ngày hôm đó. Ừ, không sai, xem như mày có mắt nhìn, đáng tiếc là mày còn trẻ tuổi như vậy mà đã phải chết hiểu rồi. Trương Nguyệt Đông vừa dứt lời, giữa không trung đột nhiên vang lên những tiếng sấm đùng đoàng. Trên thế gian này, thiên uy là thứ không thể phạm vào nhất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 71.